chương 1040, 280. Trong khi Đỗ Địch An xem xét, Holani điều động ra một đội 10 người tiên phong, do một vị chúa tể dẫn đội, trước tiên tiến vào trong đầm lầy, đi trước dò đường. Chừng 10 phút sau, tiểu đội thăm dò dùng đạn tín hiệu truyền lại tin tức an toàn, lúc này Holani mới phất cờ để cả đội cùng vào. Ba cờ cùng Holani không dị nghị, đưa quyền chỉ huy cho Holani, dù sao lần này khởi xướng hành động cũng là Holani, tình báo từ thủ hạ của hắn, người cũng là do hắn tập kết, tuy ba cơ là bích chủ cao quý nhưng giờ khác này cũng không nói gì thêm hơn nữa tình huống trước mắt phức tạp hắn muốn để tâm tư dùng vào lúc khác còn monica nàng xưa nay không thích ra mặt chỉ cần holani không xuất hiện sai lầm lớn thì nàng cũng không định mở miệng đỗ địch an cũng không có ý muốn làm dẫn đầu hắn không quen với tình huống nơi này giao cho bọn họ chỉ huy cũng tốt hơn năm người để holani dẫn đầu bước vào đầm lầy ma hố mọi người cẩn thận một chút nơi này là thiên đường ma vật Ma vật đa số đều là cấp cao. Holani dặn dò với chúa tể bên cạnh, chúa tể gật đầu, lập tức truyền lời. Đó địch an từ tài liệu tuyệt mật của Aristotle mà biết được ma hố không chỉ có một ở ngoại bích, nhưng nơi này lại thêm chữ đầm lầy phía trước. Mà một đường hắn trải qua đều không nhìn thấy nơi nào có đầm lầy, không khỏi quay qua hỏi Holani. Holani cười nói, đầm lầy ma hố không phải là đầm lầy bình thường, mà là ma trạch. Có người nói trong này có một quái vật ma trạch khủng bố, thân thể to lớn có thể hóa thân thành đầm lầy to lớn, nếu có người bước vào thì chắc chắn sẽ chết, dù là vực sâu như chúng ta cũng không ngoại lệ, vì vậy nơi này mới gọi là đầm lầy ma hố. Đỗ Nịch An cả kinh trong lòng, không ngờ lại là như vậy, hắn còn tưởng khắp nơi trong này đều là đầm lầy. Nhưng Holani nói đến quái vật ma Trạch còn đáng sợ hơn, có thể hóa thân thành một mảng đầm lầy, đây là kích thước kiểu gì? Lại có cấu tạo thần kỳ như vậy, Đỗ Nịch An không thể nào tưởng tượng được, nhưng trong đầu lại hiện lên một cái cây kỳ quái hút sinh mệnh trong rừng tuyệt vọng chẳng lẽ quái vật ma trạch này có cấp độ khủng bố tương đương với cái trong rừng tuyệt vọng holani thấy sắc mặt đỗ địch an biến đổi cười nói đỗ tiên sinh không cần lo ngại ma hố rất lớn quái vật ma trạch kia trước nay đều thích xuất hiện ở phía nam ma hố địa thế nơi đó chúng thích hợp để nó hình thành đầm lầy bình thường sẽ không gặp phải trừ khi vận khí chúng ta quá xui xẻo nhưng nếu gặp phải thì đội tiên phong cũng sẽ quay lại tình báo lúc đó chúng ta rút lui vẫn kịp đỗ địch an chậm rãi gật đầu nghĩ thầm sẽ gặp ta còn có huyết nhục hoang thần, có thể kinh sợ nó một thoáng, có hy vọng thoát thân. Nghĩ tới đây, hắn liếc nhìn Holani không có vẻ sợ hãi, chẳng lẽ cũng có huyết nhục hoang thần. Holani bị ánh mắt của Đỗ Địch An làm cho giật mình trong lòng, có mấy phần nghi ngờ, lẽ nào hắn nhìn thấy suy nghĩ đáy lòng mình? Lẽ nào ma ngân của hắn tương tự với độc tâm thuật? Rất nhanh, Holani liền bác bỏ suy nghĩ đó, nếu Đỗ Địch An thật sự có độc tâm thuật thì sớm đã không có phản ứng này rồi hơn nữa độc tâm thuật quá mức thần kỳ, căn bản không thể giải thích được. Dưới cái nhìn của hắn, hết thảy năng lực ma ngân đều được xây dựng trên biến hóa của sinh vật, bao gồm cả linh mị giả, tuy nghe thì thần kỳ nhưng trong tự nhiên cũng có nhiều sinh mệnh có loại năng lực này. Nhưng hắn không nghĩ sẽ tồn tại những năng lực kỳ diệu này, bởi vì không có sinh vật nào có năng lực như vậy, cái này vượt qua khỏi phạm vi sinh vật. Đỗ Địch An không biết nam nhân trước mặt đang suy nghĩ tới chuyện quái gở nào, hắn liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì. Holani nói không sai, nơi này xác thực là thiên đường của ma vật. Sau khi mấy người bọn họ vào không được bao lâu, liền liên tiếp bị ma vật phục kích. Chưa tới nửa giờ đã tổn hại mười mấy vị khai hoang giả, tiểu đội tiên phong cũng tàn rã, chỉ còn chúa tể dẫn đội quay về. Đằng sau còn có hai con rắn lớn đuổi theo sau. Đợi hai con rắn vào tới gần, mọi người liền nhìn thấy đây không phải hai con mà là một con rắn hai đầu, hình thể khổng lồ, nó đâm tứ tung, nền xi măng bị băm nát, vỡ vụn. Đôi băng hỏa long. Holani nhìn rắn hai đầu, thay đổi sắc mặt, không ngờ vừa đến đã gặp phải ma vật vướng tay vướng chân như vậy, hắn quay đầu nhìn Đỗ Địch An, nói. Đây là tồn tại đi săn cấp 280, chúa tể hầu như không thể chiến thắng, chúng ta phải ra tay rồi. Đỗ Địch An chú ý hắn dùng từ hầu như, điều này có nghĩa chúa tể vẫn có khả năng chiến thắng, hắn nói. Ma vật cấp 280, hẳn là không đến mức chúng ta phải ra tay chứ. Hắn nói rất tùy ý, nhưng đáy lòng cũng biết lời này có hơi tinh tướng. Ma vật cấp 280, đây là lần đầu hắn nghe ma vật được đánh giá cấp độ cao như vậy, không biết ma vật này nếu đổi thành nhân loại sẽ là trình độ gì, nhưng lời Holani nói thì có thể suy đoán, vì vậy hắn muốn nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Holani thấy Đỗ Địch An bất cẩn như vậy, khẽ cười khổ, nói. Tuy vẫn chưa tới cấp 300 nhưng năng lực của đôi băng hỏa long này đặc biệt, thực lực đã bị đánh giá thấp đi nhiều, cho dù chúng ta thì cũng phải vất vả mới giết được nó, đặc biệt là vực sâu loại nhận biết, thậm chí còn không phải đối thủ của nó hiện tại chỉ có thể để chúng ta ra tay tốc chiến tốc thắng giao cho chúa tể khác thì tổn thất nghiêm trọng còn có thể gây ra động tính quá lớn làm hấp dẫn đồ vật kinh khủng hơn holani nói không sai chỉ có thể dựa vào chúng ta ba cơ gật đầu nói monica liếc đỗ địch an nói nếu đỗ tiên sinh không muốn ra tay chúng ta cũng không miễn cưỡng vậy sao vậy ta không cần ra tay rồi đỗ địch an thấy nàng kích tướng hờ hững nói monica khẽ cao mày trong mắt lóe lên tia tức giận bóng người bỗng nhiên bay ra lấy ra một lợi kiếm phóng đến hướng đôi băng hỏa long holani cùng ba cơ không nói gì nữa xông lên trên đỗ địch an khoanh tay quan sát tại chỗ holani nói vực sâu đơn độc gặp phải cũng rất khó giải quyết con này nhưng ba vị vực sâu đồng thời ra tay sẽ rất ung dung thậm chí sẽ không bị thương rất nhanh ba người kích đánh với đôi băng hỏa long chỉ thấy nó phẫn nộ gào thét cắn về hướng ba người họ một đầu phục ra xương mù lạnh một đầu phụt ra hỏa diễm, năng lực hoàn toàn tương tự tên nó. Holani cùng Baker, một người dùng trường mâu, một người dùng chiến đao, ngầm hiểu ý mà tả hữu tiến công, rất nhanh liền đả thương đầu phun ra hỏa diễm, một đầu khác bị Monica kiềm chế, nhất thời không thể trợ giúp. Trường 1041, lột ra, Đỗ Địch An phát hiện ba người bọn họ không thi triển ma thân, tựa hồ không muốn cho mình biết hình thái ma thân cùng năng lực của họ, tuy ba người không kích phát ma ngân nhưng phối hợp rất ăn ý, rất nhanh liền áp chế được đôi băng hỏa long, điều này khiến hắn nhất thời thất vọng, hắn hy vọng con quái vật này có thể làm họ lộ ra ít gì đó. Đáng tiếc không được như ý hắn, dưới công kích điều luyện của ba người, đầu phun ra hỏa diễm của quái vật rất nhanh bị chém nứt, sau đó ba người hợp lực công kích đầu còn lại, chưa tới 2, 3 phút đã đâm thủng đầu còn lại, một chiêu chí mạng. Hay, đại đội xung quanh nhịn không được mà lên gọng ủng hộ. Em mờ thanh nhỏ, nhưng gần 500 người ủng hộ nên vẫn tương đối vang dội, ba người Holani sợ bắn lên, Holani trợn mắt giận dữ nhìn những người chung quanh, vội khiển trách. Yên lặng, nghe vậy, mọi người mới im tiếng. Monica cao mày, vùng kiếm cắt đứt răng nanh bên trong miệng rồng, vùi lấp tại chỗ, sau đó quay sang nói với ba cơ cùng Holani. Ta xong rồi, còn lại các ngươi xử lý. Holani cười khổ, thứ Monica lấy đi chính là thứ đáng giá nhất trên thân rồng. Bốn chiếc răng nanh kia là vật liệu binh khí rất tốt, có thể rèn đúc thành vũ khi có tính hỏa diễm cùng hàn băng. Hơn nữa vũ khí này còn mưa nang độc gây tê liệt thần kinh, nếu chế tạo thành vũ khí, tuyệt đối là một đại sát khí. Cân nhắc đến việc Monica là người đóng góp sức lực nhiều nhất, Holani cùng Parker cũng không nói gì thêm, nhu cầu bọn họ đối với binh khí cũng thấp, một khi ma hóa, cánh tay hóa thú nên cũng không cách nào cầm kiếm, trừ phi chế tạo binh khí thành hình thái ma hóa thì mới có thể nắm được, bằng không cũng không có tác dụng. Holani tiến lên gọt phải trên đầu rắn, cất vào, Parker cười khổ, nói, được rồi, đều bị hai người các ngươi chọn rồi, đúng là ăn trộm." Holani cười nói, "Ngài có thể đừng nói vậy không, ta cho ngài vật này, phỏng chừng còn không lọt vào mắt ngài, Monica cho ngài thì còn được." Monica tức giận nói, "Ngươi hẹp hòi, đừng kéo theo ta." Ba cơ cười cợt nói, "Thôi thôi, chúng ta chuẩn bị lên đường." Holani gật đầu, âm thanh mọi người ủng hộ lúc trước có thể sẽ thu hút một vài ma vật phụ cận, nhất định phải rút khỏi nơi này. Đỗ địch An thấy ba người nói cười chua mồi cũng không nói gì, dù sao hắn cũng không xuất lực, hơn nữa bọn họ cất vật ấy ngay tại chỗ thì rõ ràng cũng không đặc biệt chú ý đến vật đó, không phải bảo bối gì. Đỗ tiên sinh, người muốn lấy cái gì không? Holani trở lại trước mặt đỗ địch an, cười nói. Đỗ địch an lạnh nhạt nói, không cần, Monica liếc hắn một cái, không nói gì. Mọi người tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại gặp phải ma vật, nhưng chỉ là vài con cấp khai hoang giả, bị đội tiên phong dễ dàng chém giết, sau nửa giờ. Mọi người cuối cùng cũng đi tới nơi xuất hiện cực băng trùng Holani chỉ một vết trượt giống như hình con rắn phía trước Nói Ây, đây chính là vết tích của cực băng trùng Đỗ Nịch An cùng Baker và Monica không đợi hắn nói Từ lâu đã nhìn về dấu vết này Cỏ xanh xung quanh dấu vết đều đông lại Trong không khí tràn ngập bệnh thấp cùng mùi tanh Đỗ Nịch An nhìn chung quanh Trong không khí tràn ngập mùi mà hắn rất quen thuộc Chính là mùi của thủy tinh hoang trùng kia Trong lòng hắn thở phào lúc này hắn mới hoàn toàn khẳng định thứ mình hấp thu chính là cực băng trùng. Monica cùng Parker quan sát chung quanh, một lát sau, Monica khẽ gật đầu, nói. Cái này xác thực là mùi của cực băng trùng, từ nồng độ thì hẳn là nó rời nơi này chưa đến 5 ngày, hơn nữa cực băng trùng này tựa hồ đang trong giai đoạn lột ra, phỏng chừng chưa đi xa lắm. Ba cơ hứng thú nói, làm sao người biết nó đang trong giai đoạn lột ra, ngài nhìn kỹ đi, trong hoạt ngân này có vẻ nhăn nheo. Monica chỉ. Đỗ Địch An cùng ba cơ nhìn nhìn, bên ngoài nhìn vào, hoạt ngân rất bóng loáng, nhưng sau khi tập trung nhìn chăn chú liền phát hiện một vết tích lồi cực nhỏ bên trong, Đỗ Địch An không khỏi liếc nhìn Monica, chẳng lẽ cảm nhận của nàng có quan hệ tới thị lực. Nhưng nhìn tài nghệ lúc chiến đấu với đôi băng hỏa long của nàng, bóng người phiêu huyễn hoàn toàn không kém Holani cùng ba cơ. Là nàng ẩn giấu, hay bọn hắn có ẩn giấu? Lúc Đỗ Địch An suy tư, ba cơ gật đầu nói, chính xác như vậy, chúng ta tìm chung quanh chút đi, mong nó vẫn chưa lột ra xong. Được, Holani nói, dặn dò với chúa tể bên cạnh, 10 người một đội, tổ chức thành 10 đội, tìm xung quanh trong phạm vi 50 dặm. Vâng, sau khi chúa tể truyền lời hắn xuống, Holani nói với ba cơ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mùi này sẽ dẫn đến thứ khác, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm phía trước xem xem. Ừm, mọi người tiếp tục hướng về phía trước, đại đội phân ra thành 10 tiểu đội 100 người, phân tán tìm chung quanh, một khi tìm ra hình bóng cực băng trùng thì phóng ra tín hiệu. Nhìn tín hiệu màu vàng từ đống đổ nát phía trước, Holani tiếp tục bảo mọi người đi thẳng, cùng lúc đó, một tín hiệu màu đỏ báo động nguy hiểm được phát ra ở hướng 4 giờ phía trước, cũng là tín hiệu thỉnh cầu tiếp viện. Holani thay đổi sắc mặt, muốn phái người tiếp viện, lời chưa kịp nói ra liền ngưng lại, trong mắt lóe lên tia âm trầm. Đỗ Địch An thấy hắn đổi sắc mặt, trong lòng tuy biết rõ nhưng vẫn hỏi. Tiểu đội bên kia gặp nguy hiểm rồi, chúng ta cần đi tiếp viện không? ba cơ khẽ lắc đầu nói phỏng chừng là không cần rồi thính giác của holani hẳn là nhạy hơn chúng ta xem ra người ở đó lành ít dữ nhiều rồi holani không để ý chính mình bị lộ năng lực điểm này monica cùng ba cơ sớm biết hơn nữa thính giác nhạy cũng không phải năng lực chính của hắn hắn am hiểu công kích thính giác nhạy bén hơn người chỉ là phụ vì vậy đỗ địch an biết hắn cũng không cảm thấy uy hiếp gì nói bọn họ hẳn là gặp phải một thứ vô cùng to lớn bị diệt sạch rồi thứ đó cũng đi rồi trên mặt đỗ địch an bừng tỉnh, hỏi, chúng ta không đi báo thù cho họ sao? Mặt Holani tối sầm, nói, đội hình nơi đó là một vị chúa tể, nếu có thể tiêu diệt bọn họ thì có lẽ là ma vật cấp trên 300, nếu nó đã rời đi, chúng ta vẫn không nên chiêu chọc. Đỗ địch an ồ một tiếng, không nói gì nữa. Holani thầm mắng trong lòng, người thật sự ngốc hay giả ngốc đây? Mắng thì mắng, hắn nhìn đại đội chung quanh, thấy không ít người run sợ, trong lòng không khỏi thầm giận lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, nhanh chóng tiến lên. Chương 1042, Cực Hàn Băng Long. Đi dọc theo hoạt ngân khoảng 7, 8 phút, hoạt ngân vết tích đột nhiên biến mất. Holani tựa hồ đã sớm dự liệu, nói với Monica bên cạnh. Lúc trước đoàn săn bắn của ta dò tới đây thì mất tin tức, người có thể nhìn ra nó đi đâu không? Không đợi hắn hỏi, Monica đã triển khai năng lực quan sát manh mối nhỏ cuối hoạt ngân, một lát sau, nàng nhíu mày, thấp giọng nói vật này tựa hồ bị cái gì khác bắt đi rồi. Bị bắt đi rồi, Holani cùng cơ thay đổi sắc mặt, nhìn Monica. Bà cơ trầm giọng nói, thật chứ, Monica biết suy đoán của bọn họ, không thèm để ý, chỉ về một chỗ phía trước. Nơi này có lưu lại niêm dịch của thứ khác, các người không thể ngửi thấy, niêm dịch này không mùi, hẳn là của ma vật chuyên về ẩn nấp, các người có thể cải cái phía dưới bùn đất, sơ liên biết. Holani liếc mắt ra hiệu với chúa tể bên cạnh, chúa tể hiểu ý, lập tức tiến lên cạnh nơi Monica chỉ, đào ra một hố nhỏ, nhất thời phát hiện ngón tay có cảm giác dính dính, hắn xoay người quay lại bên cạnh Holani, gật đầu nói. "Đại nhân, bùn đất này thực sự có gì đó quái lạ, rất ẩm ướt." Holani lườm hắn một cái. "Phí lời, tiểu thư Monica đã nói rồi, nơi đó có niêm dịch quái vật, có thể không ẩm ướt sao?" Chúa tể hơi run, nhưng nhanh phản ứng lại, ngượng ngùng cúi đầu trước Monica. "Tiểu thư Monica, thuộc hạ không có ý mạo phạm ngài." xin thứ lỗi. Không sao, Monica hờ hứng, không để ý, nói. Cực băng trùng rơi vào tay quái vật này, vậy chúng ta càng khó tìm thấy nó rồi, các người có đối sách gì không? Holani cùng Baker liếc mắt nhìn nhau, trở nên trầm tư. Đỗ Địch An đã sớm chú ý đến niêm dịch trong bùn đất kia, hắn dù thuộc loại công kích, nhưng năng lực thị giác cũng xuất sắc, hắn vốn tưởng Holani cùng Baker cũng nhìn thấy, không ngờ chỉ có Monica chú ý, hắn liếc mắt nhìn ba người, hỏi cực băng trùng bị quái vật tìm bắt có khi nào bị nó ăn rồi không ba người quay đầu nhìn đỗ địch an ánh mắt có chút kinh ngạc đỗ địch an bị ba người nhìn lập tức ý thức được lời mình vừa nói là một chuyện hiển nhiên nhưng sai lầm đã bại lộ rồi hắn cũng không giấu giếm cau mày nói thế nào holani thấy đỗ địch an tựa hồ thật sự không biết nhịn không được cười một tiếng nói đỗ tiên sinh mới trở thành vực sâu không bao lâu sao cực băng trùng là tổ tiên của ký sinh hồn trùng ký sinh hồn trùng có thể ký sinh trong cơ thể ma vật, nên cực băng trùng tự nhiên cũng có thể dễ dàng ký sinh hơn ký sinh hồn trùng. Cho dù trong quái vật này đã có ký sinh hồn trùng rồi, nhưng gặp cực băng trùng cũng phải rút lui, bằng không chỉ có thể bị ăn đi. Đỗ địch an nhíu mày, hiểu được, chẳng trách ba người lại kinh ngạc như vậy, dưới cái nhìn của họ thì đây là điều cơ bản, hắn cũng không thèm quan tâm đến sự thăm dò của Holani, ai bảo hắn thực sự chỉ mới trở thành vực sâu không lâu, bây giờ phủ nhận lại càng thêm tự thừa nhận nếu cực băng trùng ký sinh vào cơ thể quái vật này chúng ta bắt được nó thì còn có tác dụng sao đỗ địch an tiếp tục hỏi mặc kệ vấn đề này có khiến mình trở nên ngu ngốc chỉ cần biết được đáp án là được dù sao muốn chiến đấu thì vẫn phải dựa vào công phu đương nhiên hữu dụng holani cười nói nhưng không giải thích vì sao lại hữu dụng tại sao đỗ địch an tiếp tục hỏi holani không nói nên lời nhưng nếu đỗ địch an hỏi thì hắn cũng không giấu làm gì Ký sinh hồn trùng bình thường có thể tiến vào trong cơ thể ma vật, sẽ bị động nắm giữ năng lực ma vật, nhưng cực băng trùng lại không giống, nó có thể nắm giữ năng lực ma vật, lúc mấu chốt cũng có thể loại bỏ khả năng này và quay lại là chính nó. Đỗ Địch An hiểu được, suy nghĩ một chút, không hỏi thêm. Monica cùng Parker nhìn Đỗ Địch An, không biểu lộ bất kỳ ý nghĩ gì. Monica, người có thể nhìn ra thể thích cùng trùng loại của ma vật này không? Holani hỏi Monica, thân cao không quá 10 mét, là loại bò sát sinh vật lãnh huyết, chuyên về ẩn nấp, còn lại thì không biết. Monica bình tĩnh nói, có thể lần theo nơi của nó không? Holani lại hỏi, Monica lườm hắn một cái, nói, nếu có thể tìm được thì ta đã sớm nói rồi. Cũng đúng, nói như vậy thì ngươi cũng không tìm thấy tung tích vật này, lần này có hơi vướng tay chân rồi, lẽ nào chỉ có thể dựa vào cách trải thảm sao? Holani cảm thấy đau đầu, nếu những khu vực khác thì vẫn có thể đạt được, nhưng nơi này là đầm lầy ma hố, ma vật trên cấp 300 cũng là bình thường, Đặc biệt là ở khu vực trung ương, thậm chí còn có ma vật mà bọn họ không chống nổi, tỉ như quái vật ma chạch kia. Chúng ta có thể giả thiết cực băng trùng đã khống chế ma vật này, cực băng trùng thích khu vực có nhiệt độ thấp, nếu ta nhớ không lầm thì trong đầm lầy ma hố có một hồ băng, nó có thể ở đó. Ba cơ nói, Holani liếc nhìn hắn, nói, nhưng nó nằm gần khu trung tâm của ma hố, hơn nữa trong hồ có một cực hàn băng long, viện ma vật thần quốc đưa ra đẳng cấp đi săn là 372 cho dùng chúng ta hợp lực của chưa chắc đánh được nó huống hồ còn trong hồ băng là nơi nó quen thuộc ba cơ lắc đầu nói tuy nói như vậy nhưng đừng quên chúng ta có bao nhiêu người thật sự gặp phải nó rồi chúng ta chỉ cần kiềm giữ nó khoảng một lát để những người khác lấp bằng hồ băng lại hoặc bốc hơi nó vậy nó liền như chim gãy cánh trên đất bằng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta không phải có người có năng lực như vậy đăng ký chỗ ngươi sao xem trong đám bọn họ có bao nhiêu người có năng lực hỏa diễm hoặc năng lực vận chuyển núi đá Holani suy tư chốc lát, nói với Monica cùng đỗ địch an. Các ngươi cảm thấy thế nào và di ti? Monica gật đầu nói, tuy hơi nguy hiểm nhưng cũng có thể được, chúng ta nhân cơ hội tàn sát con băng long này, lần sau đến nơi này cũng bớt đi một mầm họa lớn, tránh nó biến dị lần hai thì cũng đỡ vướng víu rồi. Ta không vấn đề gì, nghe theo các ngươi. Đỗ địch an cũng tỏ thái độ, được, vậy theo kế hoạch của bích chủ, đi tới hồ băng. Holani đưa ra quyết định, lập tức phân phó mệnh lệnh, đồng thời triệu hồi 10 tiểu đội thăm dò chung quanh, nhưng lúc này lại có 3 tiểu đội phát ra tín hiệu nguy hiểm, hơn nữa thấy phiền phức, Holani cũng lười điều người khác đi giúp đỡ, trực tiếp bỏ qua những tiểu đội này, lần này triệu tập nhiều người như vậy cũng là vì muốn họ làm bia đỡ đạn cùng dò đường. Nếu đi trợ giúp bọn họ, ở đây lâu dài lại càng nguy hiểm. Dù sao bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy hiểm ở ngoại bích, mà ma hố lại là nơi nguy hiểm hơn rất nhiều lần, đợi thêm một chút có khi sẽ gặp phải ma vật kinh khủng hơn, phải biết rằng, bọn họ tụ tập bốn năm người ở đây, nguồn nhiệt tỏa ra cũng đủ kinh động không ít ma vật. Tuy đa số mọi người đều che giấu khí tức, nhưng có thể giấu được những ma vật cấp vực sâu nhận biết hay không thì rất khó nói. Điều Holani lo lắng rất nhanh liền trở thành sự thật, lúc đại đội thay đổi phương hướng đến hồ băng, mới đi chưa tới 3 phút, vị trí của tiểu đội tiên phong phía trước liền phát ra một trận thú giống phẫn nộ, đinh tai nhức óc. Dù cách xa mười mấy dặm, bọn đỗ địch an cũng cảm giác bị làn sóng âm này chấn động, cây cối xung quanh đều khẽ nghiêng, thậm chí hú nước ven đường còn nổi lên gợn sóng. Kim quang trong con người đỗ địch an lóe lên, nhìn xuyên thấy phía trước đầu là phế tích hải cốt, trên mặt đất cách hơn 10 dặm đột nhiên có một con ma vật to lớn toàn thân đầy nham thạch trèo ra, cao gần 20 mét, cấu tạo cực kỳ giống nhân loại, hoàn toàn giống với người khổng lồ chất đầy khối nham thạch. Ma thú thạch anh, Monica biến sắc, thấp giọng thở nhẹ, Holani cùng Baker cũng biến sắc, nhìn nhau, Holani lập tức đưa ra quyết định. Tốc chiến tốc thắng, giết đây là đẳng cấp đi săn bao nhiêu? Đỗ địch an cao mày, 326, ba cơ thấp giọng nói ra, hô hấp mang theo mấy phần nghiêm nghị. chương 1043, Ninh Chiến, cấp vực sâu, đỗ địch an dùng mình, thông qua cuộc nói chuyện của bọn Holani, trong lòng hắn cũng có chút hiểu biết đối với thực lực của nhân loại so với đẳng cấp tương ứng, hơn 300 hẳn là vực sâu cấp 1, mà cực hàn băng long kia cấp 372, vậy chính là cấp độ cực mạnh trong vực sâu, Ma thú thạch NHH, đây là ngoài rìa của đầm lầy ma hố, sao có thể gặp phải vật này? Vậy, vậy nên làm gì? Đoàn săn bắn sau hắn có chút rối loạn cùng kinh hoàng. tuy âm thanh của Holani rất thấp, nhưng những người kia đều là khai hoang giả, thậm chí là nội hoang cùng chúa tể, vì vậy thính giác nhạy cảm, nghe được cả tiếng kim rơi, hơn nữa còn có người có thị giác lớn hoặc nhận biết nhạy bén, có thể nhận biết được tình hình phía trước. Bốn chữ ma thú thạch anh vừa thốt ra, nhất thời khiến người khác hoảng hốt, tuy ở đây có 5 vị vực sâu, nhưng trước mắt lại là một con ma vật vực sâu rất mạnh, 5 vị vực sâu này sẽ đỡ đạn cho họ sao? Khi Holani không do dự bỏ qua mấy tiểu đội tiên phong, mọi người trong đoàn săn bắn gặp nguy hiểm, nếu không phải do ba cơ cũng ở đây thì bọn họ sớm đã chạy tứ tán rồi. Tuy nhiên, lúc này mọi người đã hạ quyết tâm, một khi xuất hiện nguy hiểm sẽ bảo toàn tính mạng trước, còn có thể trở về cự bích hay không, hay có bị ba cơ đuổi bắt hay không thì bọn họ cũng không quan tâm nhiều nữa rồi. Trốn cũng không kịp nữa rồi, cho dù chúng ta có thể chạy thì bọn họ cũng không thể, bây giờ phải dựa vào chúng ta để dò đường rồi. Holani thấy Đỗ Địch An cao mày, lập tức nói, bốn người chúng ta, thêm bạn gái của ngươi, muốn giết nó cũng không khó, ta không tin một trọi năm mà nó vẫn có thể làm rung động đất trời. Đỗ Địch An tự biết điều này, tỏ thái độ, nói, được, nhưng cũng chỉ là một ma vật vực sâu, bốn người chúng ta là đủ rồi ba người thấy hắn không muốn để helisa ra tay khẽ cao mày monica nói muốn tốc chiến tốc thắng thì năm người đồng loạt ra tay sẽ tốt hơn động tính càng lớn thì càng bất lợi cho chúng ta ta biết cứ ở đây nói nhiều chỉ bằng lập tức ra tay ta không tin bốn người chúng ta không giải quyết được nó đỗ địch an lạnh lùng nói monica khẽ cao mày muốn nói thêm nhưng ba cơ đã xen vào đã như vậy thì chúng ta lên nói xong nhún người nhảy lên phóng về hướng ma thú thạch anh trong nháy mắt đã cách 4, 5 dặm. Holani thấy hắn xuất thủ trước, cũng không nói thêm gì, quay sang dặn dò với chúa tể bên cạnh, bảo những người khác ở yên tại chỗ đợi lên, sau đó lập tức bay theo. Đỗ an không để ý đến Monica, mang theo Helisa cùng phóng đi, tuy hắn không có ý định để Helisa ra tay, nhưng vẫn theo thói quen mang nàng bên mình, chỉ quan sát thôi cũng được. Đợi đỗ địch an bay đến gần chiến bãi, đã thấy ba cơ cùng Holani đánh nhau với ma thú kia nhưng họ vừa đánh vừa lui về hướng đại đội, rõ ràng là muốn Đỗ Địch An cùng Monica lại giúp sức. Đỗ Địch An thấy hai người đều không triển khai ma thân, trong lòng thầm cười gần, cũng không xuất ra ma thân, hắn rút chiến đao cắt rời sông lên, chỉ thấy toàn thân ma thú thạch anh hóa đá, nhưng tảng đá tự nhiên cũng không thể dị hóa thành sinh vật, có lẽ là bản thân ma vật này thích ăn đá nên thân thể dị hóa thành hình nham thạch, hắn sông lên chém một đao vào chân nó, gọt xuống mấy hòn đá, ma thú thạch anh vốn bị holani cùng ba cơ hấp dẫn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng cúi đầu nhìn xoa sinh vung vẩy thạch quyền to lớn đập tới hướng đỗ địch an đỗ địch an hơi biến sắc thầm mắng một tiếng lập tức lùi về sau ma thú gầm thét đuổi theo hoàn toàn bỏ qua holani cùng ba cơ trực tiếp đuổi theo đỗ địch an nhìn thấy tình huống này trong lòng đỗ địch an tức giận hắn vẫn là đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của hai người này rõ ràng nhìn thấy như đang kiềm chế thạch anh nhưng lại không tạo thương tổn cho nó ngược lại chính mình vì tiện chém một đao lập tức liền thu hút ma thú lúc này monica cũng đổi lại thấy ma thú truy đuổi đỗ địch an sửng sốt một chút rất nhanh liền lập tức xông lên đỗ địch an thấy monica tiếp viện từ phía sau trong lòng thầm thở phào nữ nhân này tuy miệng lưỡi làm hắn không thích nhưng lại đơn thuần hơn ba cơ cùng holani một chút trái lại hai vị kia lúc này lại lo lắng truy đuổi sau lưng ma thú nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách tựa hồ như làm thế nào cũng không đuổi kịp đỗ địch an vô cùng phẫn nộ hắn không dẫn ma thú thạch anh về hướng monica mà đột nhiên dừng lại lập tức xông về phía trước lúc này khiến ma thú không thể phản ứng đỗ địch an thừa cơ hội bay ngang qua chân nó ma thú thạch anh xoay đầu lại lập tức đón nhận sự truy đuổi của holani cùng ba cơ hai người không ngờ đỗ địch an lại đột nhiên quay hướng lại nhất thời biến sắc nhưng giờ khắc này đối diện với ma thú bọn họ cũng không cách nào làm bộ chỉ có thể tiếp tục tiến lên đỗ địch an thấy hai người không công kích đến nơi đến trốn xoay quanh như đang hái hoa sắc mặt hắn lạnh xuống, nói. Nếu không nhanh chóng giải quyết vật này, thu hút những quái vật khác đến thì mọi người đều bất lợi, diễn quá giả cần gì phải diễn. Em mờ thanh hắn không lớn, nhưng Holani cùng ba cơ có thể nghe rõ, trong mắt hai người có hơi lúng túng, sau một khắc, ba cơ dẫn đầu nói. Đỗ huynh đệ hiểu lầm rồi, biểu bì của ma thú thạch anh thô dày, chúng ta tuy toàn lực công kích nhưng vẫn không có hiệu quả lớn, xem ra chỉ có chúng ta toàn lực ra tay, tiến vào ma thân chiến đấu, Đỗ địch an lạnh rên một tiếng, nói, đã như vậy còn trần trừ cái gì? Holani nhẹ nở nụ cười, binh khí trong tay nhanh chóng hòa tan, trong nháy mắt, thân thể hắn hóa thành một con chim đen cao gần 3 mét, đầu lùi ra như quả đen, bộ mặt bị lông chim bao trùm, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện bên trong cánh bám đầy châm đen, nếu như bị cánh này đập chúng sẽ tạo thành thương tổn khủng bố. Đỗ địch an liếc mắt nhìn biến hóa, ánh mắt hơi lấp lóe, mà thân này quả nhiên chưa từng thấy trước đây ba cơ một bên khác cũng tiến vào trạng thái ma thân thân thể như một bộ xương hình người nhưng trên lưng có một đôi cánh to lớn bằng xương như ác ma trở về từ địa ngục cánh tay duy trì hình dạng bộ xương con người nắm xương kiếm đen kịt xương sườn ngực là một màng thịt đen mỏng làm lộ ra xương sườn màu trắng cực kỳ bắt mắt lúc này ma thân của đỗ địch an vẫn chưa xuất hiện hắn nhìn về hướng monica nàng cũng tiến vào trạng thái ma thân thân thể như một con bướm linh xảo màu da toàn thân trở nên trắng bột như loại sơn lót tường trong mắt đỏ như máu tương đối quỷ dị, tuy đường viền gò má vẫn mỹ lệ như trước nhưng cũng khiến tăng thêm nữa phần tà miệt. Sau khi tiến vào ma thân, nguyên trạng biến đổi, trong lòng đỗ địch an bỗng nhiên có chút xúc động, hai vị Holani cùng Monica vốn là tuấn nam mỹ nữ, nhưng khi tiến vào ma thân lại khủng bố như quái vật, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đây chính là nguyên nhân cơ bản vì sao quý tộc lại kỳ thị chiến binh. Lúc này, sau khi ba người tiến vào ma ngân, ba cơ ho nhẹ một tiếng, nói. Đỗ huynh đệ, người sao vậy? Sắc mặt đỗ địch an lạnh lùng, chiến đao cắt rời trong tay hòa tan, nhanh chóng tiến vào trạng thái ma ngân, đồng thời tránh thoát một quyền của ma thú thạch anh đập tới. Oanh một tiếng, cát bụi bay tung tóa, thân thể hắn cũng bay lên trời. Toàn thân trải rộng gai nhọn cùng lưỡi đao, phảng phất như vô số lưỡi đao sắc nhọn hỗn hợp tạo thành thân thể, ma thân giữ tợ bay lơ lửng giữa không trung. ba người nhìn xứng, trong mắt lộ ra mấy phần khiếp sợ cùng uy nghiêm. Bề ngoài của ma thân thường có quan hệ với năng lực, Tuy lúc này không phải tuyệt đối, nhưng hình tượng ma thân khủng bố của Đỗ Địch An lúc này khiến họ có một cảm giác duy nhất, chính là phá hoại. Chương 1044, lực từ. Đỗ huynh đệ, xem dáng vẻ ma ngân của ngươi thì hẳn là loại công kích, chúng ta cùng kiềm chế chính diện ma thú Thạch Anh, thế nào? Để hai người bọn họ đánh từ phía bên cạnh, tốc chiến tốc thắng. Ba cơ nhìn Đỗ Địch An sau khi ma hóa, gương mặt lập tức tươi cười, lớn tiếng nói. Đỗ Địch An quay đầu nhìn thực tế hắn không cần quay đầu cũng có thể nhìn thấy ba cơ tay nhìn bao quát sau khi ma hóa khiến hắn có thể nhìn rõ sự biến hóa trên gương mặt ba người họ nhưng để che giấu điểm ấy nên hắn vẫn quay đầu lại nói được nhưng hai người bọn hắn có thể tổn thương được vật này sao holani thấy đỗ địch an đồng ý lộ ra nụ cười nói đỗ tiên sinh yên tâm cái này giao cho bọn ta là được đỗ địch an liếc mắt nhìn hắn không nói thêm gì kiềm chế chính diện là nguy hiểm nhất nhưng vì tốc chiến tốc thắng nên hắn cũng lười nói nhiều, huống hồ còn có ba cơ cùng hắn kiềm chế, vị bích chủ này thực lực phải mạnh hơn Holani cùng Monica, hai người hiệp trợ cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trên thực tế, hắn cảm giác mình hắn đấu với ma thú này cũng không có vấn đề gì. Lúc trước ma thú Thạch Anh tấn công hắn mấy lần, hắn không ma hóa cũng vẫn dễ dàng tránh thoát được, nếu ma thú Thạch Anh này vẫn giữ tốc độ đó thì hắn cảm giác mình có thể lập tức xé rách hắn có tự tin này vì lúc trước chiến đao cắt rời có thể tổn thương được ngón chân của nó huống hồ lưỡi dao sau khi ma hóa lại càng sắc bén hơn nhưng có ba người ba cơ ở đây hắn không muốn bại lộ thủ đoạn chiến đấu để tránh việc bọn họ đề phòng dù sao sau khi tìm được cực băng trùng sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến tranh đoạt kịch liệt giống ma thú thạch anh phẫn nộ rơi nắm đấm nện ngực lần thứ hai phóng về hướng đỗ địch an cùng ba cơ ta trên ngươi dưới ba cơ chủ động bay về phía vai ma thú xương kiếm trong tay chém xuống, vẽ ra một rãnh sâu. biểu bi nham thạch hóa trên vai của ma thú tựa hồ có cảm giác đau, gào thét đưa tay chộp tới ba cơ. Đỗ Địch An thấy ba cơ thu hút sự chú ý của nó, không do dự lập tức phóng về hướng ngực ma thú, nếu ba cơ đã chủ động đánh trên người ma thú, chia sẻ sự nguy hiểm, hắn cũng không nhàn rỗi, ít nhiều cũng phải ra chút sức lực. Phốc, mấy lưỡi dao ma hóa trên người quét qua ngực ma thú, nhất thời tạo ra vài vết nứt như bị móng vuốt lớn xé qua. Đỗ Địch An cả kinh trong lòng, để không thu hút sự chú ý của nó, hắn chỉ dùng 3 phần 10 lực, chuẩn bị trước sẽ chỉ để lại một vết nông, nếu chỉ là một vết thương nhẹ thì chưa chắc nó sẽ chú ý đến, như vậy hắn sẽ không phải chịu lửa giận của ma thú. Nhưng không ngờ, chỉ 3 phần 10 lực đạo lại hoàn toàn không kém với vết thương mà ba cơ chém xuống, thậm chí còn sâu hơn. Đỗ Địch An thầm cười khổ trong lòng, chỉ thấy ma thú Thạch Anh quả nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn, lần thứ hai phát ra tiếng giết gào phẫn nội, bỏ qua ba cơ và đánh tới Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhanh chóng lắc mình tránh né, đồng thời chú ý bóng người ba cơ để tránh hắn đánh lén, đương nhiên Đỗ Địch An cũng tìm cơ hội để đánh lén. Nếu có thể giải quyết bớt một vị, áp lực của hắn sẽ giảm bớt rất nhiều, dù mối quan hệ dạn nứt thì cũng không lo mình sẽ mất mạng. Đỗ huynh đệ khá lắm, chẳng trách có dũng khí vượt qua vực sâu. Ba cơ thấy Đỗ Địch An thu hút ma thú, ngưng mắt nhìn, nhất thời thấy vết sách trên ngực nó, trong lòng cả kinh, không ngờ lực công kích của Đỗ Địch An lại kinh khủng như vậy. Lúc bọn họ công kích Ma thú Thạch Anh dù không xuất toàn lực, nhưng lúc chiến đấu cũng thăm dò phòng ngự trong thân thể nó, dù là hắn thì cũng cần ra tay toàn lực mới có thể tạo ra thương tổn khả quan, nhưng hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, đòn lúc trước chỉ dùng chưa tới 7 phần 10 lực đạo, bây giờ nhìn thương thế mà Đỗ Địch An gây ra rõ ràng lớn hơn hắn, điều này nói rõ sức công kích của Đỗ Địch An không kém hắn bao nhiêu. Đỗ Địch An không để ý tới việc hắn xưng hô Đỗ huynh đệ, thở hổn hển mấy hơi nhanh chóng ngăn chặn thở dốc bên ngoài duy trì dáng vẻ yên bình nói bích chủ đại nhân quá khen rồi vẫn là giải quyết trước rồi nói sau ba cơ biết lúc này không hợp để nói chuyện bằng không khó tránh khỏi khiến những người khác cảm giác mình quá mức điêu luyện hắn nhìn lướt qua thấy đỗ địch an thu hồi dáng vẻ thở dốc hơi nhếch môi tiếp tục vào tới ma thú thạch anh giống ma thú chuẩn bị công kích đỗ địch an thấy ba cơ bay tới nhân loại làm tổn thương vai nó làm nó đau nhức không ngờ lại xuất hiện nó hét lớn một tiếng, đột nhiên nhấc chân đạp xuống đất. Oanh, đại địa rung động, bụi bay tứ tung. Đỗ Địch An vừa định đợi bụi tan bớt đi rồi công kích, đột nhiên mí mắt giật lên, trong lòng ngơ ngác lập tức lắc mình né tránh, vèo một tiếng, một mỏm núi đá sắc bén đâm vào vị trí hắn vừa rời khỏi, nếu lần này di chuyển chậm một bước, có khi không chết cũng bị thương. Kim quang trong mắt Đỗ Địch An lóe lên, ánh mắt nhìn xuyên khói bụi, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng xung quanh khiến hắn không khỏi ngơ ngác, chỉ thấy mấy chục cây gai nhọn nhô ra từ mặt đất, những gai nhọn này sinh trưởng từ đất bùn, tựa hồ như bị ma thú Thạch Anh điều khiển hình thành. Đây là năng lực gì? Đỗ địch an kinh sợ, nghĩ không thông. Sau một khắc, hắn cảm giác thân thể đột nhiên bị một luồng sức mạnh không tên bao phủ, lôi thân thể của hắn bay về hướng ma thú. Cùng lúc đó, ngực của nó biến hóa, lồi ra một thạch góc sắc bén, thân thể đỗ địch an lại vừa vẹn bay tới thạch góc này. Đây là sức mạnh gì? Đỗ địch an trợn mắt, trong lòng có một tia sợ hãi, nhưng hắn cũng trải qua nhiều lần sống còn nên rất nhanh phản ứng lại, toàn lực động cánh, veo một tiếng, thoát ra khỏi lực cổ quái kia, lần thứ hai kéo dài khoảng cách với ma thú thạch anh. Một bên khác, thân thể ba cơ trực tiếp bay về phía một thạch góc nhô ra từ ả à vai của nó, khi tới gần, ba cơ đột nhiên vung kiếm, oanh một tiếng, thạch góc bị chém đứt, hai chân ba cơ đạp trên bả vai của nó, dùng sức giẫm một cái rồi bay ngược ra ngoài kéo dài khoảng cách, so với đỗ địch an chạy trốn chết hắn có vẻ càng thành thạo điêu luyện hơn còn muốn dựa thế phản kích nó đỗ địch an thấy cảnh này suy tư xem ra quái lực lúc nãy là do ma thú này làm ra nhưng loại sức mạnh không khống chế này là năng lực gì lẽ nào là ý niệm khống chế vật đỗ địch an cảm thấy không có khả năng lắm loại năng lực này quá mức thần kỳ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới lúc này mặt đất đột nhiên gợi sóng dùi đá lít nha lít nhít bay lên như mưa bắn về phía bốn người bọn hắn Đỗ địch an ngẩn ra, đột nhiên hiểu rõ nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ những năng lực mà nó thể hiện ra lúc này là cùng một năng lực. Nếu vậy, hắn đại khái đoán được năng lực của nó là gì rồi? Lực từ, thông qua từ trường của bản thân để khống chế từ trường chung quanh cùng lực hút, hơn nữa từ công kích trước mắt, mà thú thạch anh tựa hồ chỉ có thể khống chế đá. Mặc dù lúc trước có thể kéo hắn qua nhưng căn bản vẫn là khống chế đá, thông qua lực từ của nó để kéo đỗ địch an qua. Nghĩ tới điểm này, đỗ địch an đột nhiên cảm thấy tài nghệ chiến đấu của nó quả thực là nghệ thuật pheo hắn vung lưỡi dao phóng tới đánh nát dùi đá đồng thời nhìn phía sau ma thú thạch anh holani cùng monica đã tiếp cận đến sau lưng nó thắng bại rất nhanh sẽ được công bố đang lúc này một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến là âm thanh đạn tín hiệu lúc trước đỗ địch an nghe qua mấy lần rất quen thuộc với âm thanh này nhất thời nhìn thấy tín hiệu màu đỏ báo động nguy hiểm bắn vào không trung khoảng cách cái kia chính là nơi mà đại đội dừng lại Đỗ địch an hơi biến sắc, nhìn phía đạn tín hiệu, lúc này nhất thời thay đổi sắc mặt. chương 1045, Thuấn chém, chỉ thấy một nguồn nhiệt dồi rào xuất hiện ở giữa đại đội, nguồn nhiệt này như một núi nhỏ, cao chừng 10 thước. Nguồn nhiệt hỏa hồng tương phản mạnh so với nguồn nhiệt của các chiến binh tạo thành, giống như màu đỏ sẫm và màu hồng nhạt. Mặc dù trong đó có một vài nguồn nhiệt của chúa tể, nhưng màu sắc cũng nhạt hơn nguồn nhiệt này nhiều, theo nồng độ thì có lẽ mạnh hơn ma thú thạch anh trước mặt hắn mấy phần. Là một ma vật vực sâu, Khóe miệng đố địch an hơi động, mặc dù hắn biết ma hố này cực kỳ nguy hiểm, có thể gặp phải ma vật vực sâu, nhưng không ngờ lại gặp phải hai con ở đây. Đại đa số ma vật đều có địa hình lãnh địa, cùng một lãnh đại hầu như không thể có con thứ hai cùng cấp khác loài, cái này liên quan đến tranh cướp tài nguyên lãnh địa, không thể chấp nhận được, nhưng sự thật trước mắt nói với hắn rằng không gì là không thể. Là một con vực sâu, Holani cũng kêu lên một tiếng, rõ ràng cũng chú ý đến động tĩnh phía sau. Đáng chết, sao lại xui xẻo như thế, nhanh giải quyết con này bằng không đợi con kia lại liền thêm phiền phức ba cơ tức giận mắng một tiếng vung xương kiếm phóng về hướng ma thú thạch anh holani tựa hồ cũng biết tình huống nguy cấp bỗng dưng rít một tiếng mỏ quá đen phát ra âm thanh chói tai cánh đầy gai nhọn võ cánh tốc độ còn nhanh gấp đôi lúc trước phóng về hướng thạch anh tiếng rít chói tai của hắn lập tức thu hút sự chú ý của ma thú thạch anh để nó bỏ qua đỗ địch an cùng ba cơ mà xoay người nhào tới holani thấy nó đột nhiên xoay người holani biến sắc muốn ngừng thân thể nhưng thân thể vừa dừng lại thì lại lần nữa phóng về hướng ma thú thạch anh, lần này không phải do hắn khống chế mà là bị kéo qua. Không, Holani hét lớn một tiếng, điên cuồng vẫy cánh nhưng vẫn không dừng thân thể lại được, sau một khắc, ma thú thạch anh vung tay che ánh mặt trời, mạnh mẽ đánh xuống đỉnh đầu Holani. Holani tỏ vẻ kinh nộ, khi thạch trưởng sắp vung tới lại đột nhiên ngừng lại, đồng thời gia tăng tốc vỗ cánh, trong nháy mắt tránh được. Thân thể vượt qua thiên thạch bay về hướng ma thú thạch anh, lần này cũng không cách nào dừng lại. Mà ma thú thạch anh cũng phản ứng rất nhanh, khi Holani tránh thoát sự công kích của hắn, lồng ngực nó cũng nhanh chóng nhô ra từng gai nhọn sắc bén, vô cùng tráng kiệt, hoàn toàn có thể xuyên thủng Holani. Cứu ta, Holani nhịn không được kêu to, trong âm thanh có một tia sợ hãi, Monica gần hắn nhất cũng cách hơn 20 mét, căn bản không kịp viện trợ. Thời điểm tất cả những thứ này sắp va vào, Holani đột nhiên nghiêng thân thể. Mở ra bốn cánh, thanh đổi tinh thần bay ra một độ cong hướng lên trên, độ cong này có thể giúp hắn không bị đâm vào gai nhọn trên lồng ngực ma thú, nhưng lại vừa vặn về hướng miệng nó. Ma thú Thạch Anh phản ứng rất nhanh, lúc Holani sắp bay tới, đột nhiên mở miệng lớn như chậu máu phát ra một âm thanh quái dị, sau một khắc, Holani không kịp phanh lại mà đâm thẳng vào miệng ma thú Thạch Anh, bị nuốt xuống. Con người Đỗ Địch An Thu nhỏ lại, liền bị ăn như thế sao? Holani là cường giả thâm huyên lại không chịu được một đòn như vậy. Không, không phải hắn yếu, mà ma thú thạch anh này quá mạnh. Xúc sinh, nhả ra, một tiếng gầm lên, ba cơ vùng kiếm chém trên vai ma thú, hắn vừa đuổi tới liền nhìn thấy Holani bị nuốt, lúc này tỏ vẻ cáu giận, nếu hắn tới sớm nửa giây thì có thể cướp Holani dưới mép ma thú rồi. Ma thú bị chém một đường dài trên vai, không có máu tươi nhưng tựa hồ nó vẫn đau đớn, phát ra tiếng gào thét, vung tay ném tới hướng ba cơ. Ba cơ không mạnh mẽ chống đỡ, hắn dùng chân đạp trên vai ma thú, mượn lực để lùi ngược lại, nhưng chỉ mới bay một nửa thì tốc độ hắn đột nhiên chậm lại, như thể bỗng nhiên rơi vào đầm lầy. Thân thể chỉ chậm chạp trong chốc lát, ba cơ thay đổi sắc mặt, lúc hắn bạo phát toàn lực phung sức mạnh, trước mắt đột nhiên đen kịt như hai quả đấm lớn đập xuống. Oanh, thân thể ba cơ đập mạnh xuống mặt đất dưới chân ma thú thạch anh, mặt đất xung chuyển đầy bụi, thân thể hắn bị đập xuống hơn 10 mét, có thể thấy được cú đấm này khủng bố đến cỡ nào. Đỗ địch an dùng nhìn xuyên để nhìn thấy thân thể ba cơ, không chết nhưng xương sườn của ma thân bộ xương bị gãy mất bốn băn cái, thoi thóp. Trong nháy mắt, hai vị vực sâu, một người vị nuốt, một người bị trọng thương. Tất cả những thứ này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức đỗ địch an khó có thể tin, dù hắn biết người chiến đấu với ma vật cùng cấp thì ma vật mạnh hơn nhiều, nhưng không ngờ lại có khác biệt lớn như vậy. Giống, ma thú thạch anh rít gào phẫn nộ, nhất chân đạp xuống nơi ba cơ, lúc nó đạp xuống mặt đất bùn co lại đè lên ba cơ khiến hắn phun ra ngụm máu lớn, rẫy ruộng bên trong. Đang lúc này, Monica bỗng nhiên xuất hiện sau lưng ma thú, ngân kiếm tỏng tay đâm tới đầu nó, tăng sức mạnh đâm thẳng vào đầu ma thú, lúc Monica định rút về thì phát hiện không thể di chuyển ngân kiếm. Nàng thay đổi sắc mặt, quyết định vứt kiếm, nhanh chóng nói với Đỗ Định An đang xứng sở tại chỗ. Công kích của người mạnh hơn ta, ta kiềm chế, người công kích, tốc chiến tốc thắng. Nói xong thân thể nàng mềm mại bay đến trước mặt ma thú Thạch Anh, da thịt màu trắng bên ngoài nhanh chóng nhúc nhích biến thành một cây cung, àng lấy ra một mũi tên vàng trong khôi giáp, mũi tên này vốn dĩ là một phần của khôi giáp, đến lúc này Đỗ Địch An mới biết cái này có thể tách xuống. Thêm vào mũi tên, Monica nhắm bắn vào mắt ma thú. Khốc mắt của nó là hai hố đen, mũi tên bắn thẳng vào khiến nó phát ra tiếng rít gào đau đớn, một tay che mắt, sau đó lập tức đuổi về hướng Monica. Monica bay lên, né tránh cú đánh của ma thú, nhìn nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hung hiểm. Tình huống nguy hiểm, Đỗ Địch An không suy nghĩ thêm, chuyện đến nước này, hắn cũng không thể tiếp tục ẩn giấu sức mạnh, bằng không đợi một con vực sâu khác lại đây, hắn có thể sẽ phải lộ càng nhiều mới có thể giải quyết được. Vèo, Đỗ Địch An vào tới từ mặt bên, đây là lần đầu tiên hắn toàn lực ra tay sau khi trở thành vực sâu, thân thể xẹt qua như tàn ảnh, nhanh đến mức chính hắn cũng có chút không thích ứng. Ma thú Thạch Anh đang nổi giận nên không để ý tới Đỗ Địch An đến gần, Đỗ Địch An nhanh đuổi theo nó, cảm giác cũng không phí sức, hắn giúp trình độ lên cao, bay đến một bên cổ ma thú, hàn quang trong mắt lóe lên, vùng bốn lưỡi dao sắc nhọn toàn lực ra ngoài. Phốc, phốc 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 phốc, phần gáy của ma thú lập tức bị chém ra, lưỡi dao sắc dài 2 mét trên lưng cắt ra tạo thành vết thương khoảng chừng 1 mét 6, chém ra một nửa phần gáy của Thạch Anh, nếu hắn đến gần thêm chút nữa, phỏng chừng có thể trực tiếp chặt đứt đầu nó. Bốn lưỡi dao sắc vẽ ra vết thương rất lớn, phần gáy của nó chỉ lưu lại chưa tới một phần ba, Đỗ Địch An cấp tốc nhất chân đạp tới. Lần này là một cước đá vào gò má nó, oanh một tiếng, phần gáy còn sót lại của ma thú bị một cước này bẻ gãy, đầu lâu to lớn rơi xuống như một tảng đá lớn đập xuống, khiến mặt đất tạo thành hố sâu, lăn mấy cái liền bất động, mà ma thú thạch anh mất đi đầu, chạy vài bước về phía trước rồi gục xuống. Bụi bằm tung bay, ma thú thạch anh ngã xuống bất động. Đỗ địch an dùng nhìn xuyên thấy được nguồn nhiệt trên người nó nhanh chóng phân tán, nồng độ yếu đi, đây là dáng vẻ tử vong. Hắn ngớ ngẩn, cảm thấy khó tin, liền bị mình giết chết như vậy sao? chương 1046, hủ bùn quỷ. Monica cũng cảm thấy không thể tin được, thời điểm đầu của con quái vật thạch anh khổng lồ vừa rơi xuống trước mặt, nàng hoàn toàn ngây người, đây chính là thạch anh ma thú sao, với sức phòng ngự khủng bố cùng danh tiếng ma vật cấp vực sâu, lại bị đỗ địch an chặt đứt đầu dễ dàng. Nàng không tin nổi, nhưng đầu của thạch anh ma thú to lớn kia liền như thế rơi xuống trước mặt nàng không thể không tin thạch anh ma thú này kém thông minh hơn những ma vật cấp vực sâu khác căn bản sẽ không hiểu được mưu kế giả chết hơn nữa với năng lực của mình nàng cũng có thể đoán ra thạch anh ma thú này thực sự đã chết sang giác ba cơ bò ra từ trong đất bùn thứ hắn nhìn đầu tiên chính là nơi đầu thạch anh ma thú rơi xuống sau khi nhìn rõ cái đầu kia trong mắt hắn lóe lên một tia khiếp sợ không ngờ cảm nhận của mình lại là sự thật chẳng trách mật độ bùn đất mà thạch anh ma thú thu nạp lúc trước lại bỗng nhiên bị bỏ dở. Hắn quay đầu nhìn sướng đỗ địch an, con người lấp lóe nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường, đặt mông ngồi xuống đất thở hồng hộc, vừa thở vừa hỏi. Đây là do hai người các ngươi giết, Monica liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hơi biểu môi, nàng cũng biết một chút về năng lực của ba cơ, nàng không tin lúc hắn ở trong lòng đất thì không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, chỉ là biết rõ còn hỏi thôi, nhưng nàng cũng lười vạch trần, gây thù hằn cũng không tốt cho bản thân, chỉ có thể trả lời không liên quan gì đến ta là một mình đỗ tiên sinh giải quyết sớm biết đỗ tiên sinh lợi hại như vậy chúng ta cũng không cần phí khí lực lớn như vậy rồi nghe thấy hai người nói chuyện đỗ địch an cũng tỉnh táo lại liếc mắt nhìn ba cơ ánh mắt nhìn lướt qua nơi xương sườn bị gãy của hắn trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không biểu lộ ra chỉ nói một kích toàn lực ta cũng không ngờ nó lại bất cần vẫn là nhờ có tiểu thư monica thu hút sự chú ý của nó bằng không ta cũng không tìm được cơ hội công kích nhược điểm của nó, một đòn mất mạng. Đỗ tiên sinh khiêm nhượng rồi, nào có, ăn ngay nói thật thôi, thấy hai người bỗng nhiên khiêm tốn đến lạ, ba cơ giờ khóc giờ cười, nói. Các ngươi cũng đừng chối qua chối lại nữa, cho dù thế nào, vật này cũng là bị hai người các ngươi giết, may mà các ngươi ra tay đúng lúc, bằng không ta chịu thiệt thòi lớn rồi. Thực lực của vách tường chủ mạnh mẽ, cho dù không có bọn ta, người sớm muộn cũng có thể giết được nó. Đỗ Địch An dùng khẩu khí an ủi nói, Ba Cơ cười khổ lắc đầu nhưng không nói gì, chỉ là trong lòng phân tích Đỗ Địch An. Tuy hắn không trực tiếp nhìn thấy chuyện phát sinh bên ngoài khi nãy, nhưng thông qua nhận biết mơ hồ cũng đoán được đại khái tình huống. Đỗ Địch An một đòn giết chết Thạch Anh Ma thú, sức mạnh của tên này còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của hắn trước kia. Hơn nữa lực công kích cũng cực khủng bố. Nếu để hắn ra tay, cho dù dốc hết toàn lực cũng chưa chắc có thể chặt đứt đầu Thạch Anh Ma thú trong một chiêu kiếm phòng trưng cắt đến một nửa sẽ kẹt bên trong, bởi vậy có thể thấy được ma ngân của Đỗ Địch An hẳn là loại công kích cực bá đạo. Lúc cơ phân tích thực lực của Đỗ Địch An, trong lòng Đỗ Địch An cũng đang suy tư, lúc trước hắn cảm thấy khó mà tin nổi, không phải là cảm giác mình có thể dễ dàng liền giết chết Thạch Anh Ma Thú, trong cảm giác của hắn, từ đầu đến cuối đều không sợ Thạch Anh Ma Thú, tấn công cùng tốc độ truy kích của người sau cũng không đáng sợ, chính mình cũng có thể làm được. Sở dĩ hắn giật mình là không ngờ Holani cùng Baker lại bị vật này đánh bại bại quá nhanh, hai người bại dưới thạch anh ma thú khiến hắn không thể không toàn lực ra tay. Kết quả lại chém giết dễ như ăn cháo. Hắn ngoài nghi ba cơ cố ý ngụy trang bị thương, cứ như vậy sẽ không cần sông lên trước nhất, đồng thời có thể khiến hắn cùng Monica đến ứng phó với ma thú, mượn cơ hội quan sát sức mạnh của bọn họ. Ngoài ra, nơi của đại bộ đội lại xuất hiện một con ma vật cấp vực sâu, nếu bọn họ bị thương, như vậy trọng trách giải quyết một con ma vật kia cũng sẽ rơi trên đầu bọn hắn. Chỉ là hắn thấy ba cơ bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu ngụy trang bị thương, vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn. Nghĩ trong chốc lát, Đỗ Địch An vẫn cảm thấy ba cơ bị thương nửa thật nửa giả, cho dù thế nào, một thương của hắn lúc đó dồn ép bản thân phải bại lộ thực lực, nếu hắn ngụy trang thì càng chứng tỏ rõ. Đối với những cao thủ cấp vực sâu này, hắn cảm giác mình không nên bất cẩn hơn nữa. Holani hẳn là còn trong bụng nó, không biết có bị tiêu hóa rồi không, tìm hắn ra trước đã. Ba cơ nói với Monica. Monica lắc đầu, ta không cảm nhận được sự tồn tại của nó, phòng trưng lành ít dữ nhiều, chúng ta vẫn đi giải quyết con còn lại trước đi, chậm một giây sẽ không biết có bao nhiêu người bị giết chết. Ba cơ khẽ trao mày, nhưng nàng nói cũng có lý, lúc này nói với Đỗ Địch An. Người cảm thấy thế nào? Trước tiên đi hỗ trợ, Đỗ Địch An nhanh chóng phóng đi, nếu quyết định rồi thì sẽ không dừng lại. Đợi chúng ta cùng đi, ba cơ cùng Monica lập tức đuổi theo, Đỗ Địch An ôm lấy Helisa, chạy tới đội săn bắn, Đến khi tới gần phía sau liền thấy rõ hình dạng con ma vật bị đoàn săn bắn vây quanh, một quái vật như bãi bùn nhão, toàn thân ngọ nguậy, cao khoảng 14-15 mét, không có đầu, nhưng đỉnh đất bùn nhão dường như chính là đầu của nó, trên mặt không ngũ quan, trên người nó liên tục kéo ra những xúc tu bùn nhão quét vào đám người, những người không tránh kịp liền bị kéo vào giữa bãi bùn rồi chìm vào, sau đó, phía trên mặt bùn hơi sủi ra mấy cái bong bóng nhỏ. Tiếp đó liền không còn một tiếng động, kim quang trong mắt Đỗ Địch an lóe lên, thông qua nhìn xuyên hắn nhìn thấy những người bị nó kéo vào bùn nhão liền nhanh chóng bị bùn nhão hóa thành lưỡi dao sắc đâm thùng, sau một khắc chia năm xẻ bảy bị nghiền nát hóa thành huyết tương. Không lâu sâu, huyết tương tựa như bị bùn nhão hấp thu, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, hơn nữa thể tích của quái vật này như mơ hồ lớn hơn một chút. Chút biến hóa vô cùng nhỏ này lại vẫn bị đỗ địch an chú ý tới. Hủy bùn quỷ, ba cơ khẽ hít một hơi, sắc mặt khó coi. Đỗ địch an thấy hắn nhận ra, hỏi, nói cái gì, vật này chính xác là ma vật cấp vực sâu, hơn nữa là loại vô cùng khó chơi, đẳng cấp đi săn của nó không cố định, trên sách ma vật kế hoạch có nói rõ, căn cứ theo thể tích độ cao của nó để tính, độ cao 10 m đẳng cấp đi săn là 305, độ cao 13 m là 315, tăng trưởng mỗi 1 m tương đương với 10 cấp. Ta thấy nó ít nhất cũng hơn 14 m đẳng cấp đi săn hẳn không kém chút nào so với thạch anh ma thú kia. Ba cơ che ngực thở dốc, đỗ địch an nhíu mày, cảm thấy có chút vướng tay vướng chân, Hủy bùn quỷ này không giống với thạch anh ma thú, thạch anh ma thú bên ngoài cứng rắn, mà hắn không sợ nhất chính là ma vật hình phòng ngự, dù sao phòng ngự luôn có một khắc công phá, trừ phi thể lực hắn tiêu hao hết. Nhưng thân thể của hủy bùn quỷ này lại nguyễn nguyễn dính dính, không cần ra tay hắn cũng biết tương khắc với mình. Lưỡi dao cắt rời có sắc bắn đến cực điểm, có thể cắt đứt vật cứng nhưng không thể cắt đứt nước. Không còn ưu thế của lưỡi dao sắc bén, hủy bùn quỷ này đối với hắn càng cưỡng ép hơn gấp 10 lần so với thạch anh ma thú, hắn không hẳn có thể đối phó được ta sớm nên nghĩ đến thạch anh ma thú lấy thạch làm thức ăn đều là khoáng thạch cực quý giá hủy bùn quỷ thích nhất lại chính là phân của thạch anh ma thú là vật đại bổ của nó chẳng trách lại xuất hiện ở đây ba cơ có chút ảo não sớm biết như vậy nên trực tiếp rút lui ánh mắt đỗ địch an lóe lên một cái nói chuyện đến nước này thì nói những lời này cũng không có ý nghĩa hai vị vật này ta phỏng chừng không thể giúp đỡ gì được trước đó chém giết thạch anh ma thú nên ta đã tiêu hao thể lực rồi. Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy ta am hiểu công kích, lực công kích của ta tuy mạnh nhưng đối với vật này lại không có tác dụng gì. Các ngươi nhìn những người khác bắn cung tên, bắn vào rồi lại bị văng ra, đao kiếm phổ thông đối với nó căn bản vô hiệu. Ba cơ hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau với Monica, vẻ âm trầm trong mắt hiện lên, ba cơ miễn cưỡng nói. Đỗ huynh đệ giết thạch anh ma thú, đã trả giá rất nhiều rồi, xác thực không nên cưỡng cầu ngươi thêm gì nữa, chỉ là ta bị thương quá nặng cũng không giúp được gì, dựa vào một mình Monica thì quá nguy hiểm, nếu không có đỗ huynh đệ cùng ta đánh yểm trợ, Monica làm sao công kích được và di ti. Trường 1047, thủ đoạn của Monia. Cũng được, đỗ địch an gật đầu, biết không ra tay là không xong rồi, bằng không bọn họ hẳn sẽ không chịu chăm chú chiến đấu. Lúc bọn hắn nói chuyện, trong đoàn săn bắn lại có mười mấy người tử vong, có người bị tia bùn trên người hủ bùn quỷ bắn chết, có người bị bùn nháo biến thành gai nhọn giết chết, còn có người trực tiếp bị nó kéo vào bùn nhão. Ba người đỗ địch an, ba cơ và Monica cấp tốc xông lên, một mình Monica vòng tới phía sau hủ bùn quỷ, trên thân thể chậm rãi xuất hiện những hạt tròn nhỏ bé như tuyết, như bột phấn bay xuống, tựa hồ đang ẩn chứa thứ gì. Đỗ địch an cùng ba cơ vào tới trước hủ bùn quỷ, ba cơ xuất thủ trước, xương kiếm đâm về hướng hủ bùn quỷ, trực tiếp đâm vào nơi sâu xa nhất, sau một lúc, bùn nhão vào tới theo lưỡi kiếm, kéo cánh tay của hắn đến. Ba cơ hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên phát lực rút xương kiếm ra, lại nhanh chóng chém ra mấy kiếm, cắt bùn nhão ra, nhưng vết thương thoáng qua rồi khép lại, hoàn toàn vô dụng. Đỗ nịch An sau khi tới gần cũng vung lưỡi dao đâm vào bùn nhão, cảm giác tiến vào rất dễ dàng nhưng lúc rút ra, giữa bùn nhão như có loại sức mạnh ăn mòn đang tiêu hóa lưỡi dao của chính mình, hơn nữa tốc độ tiêu hóa còn rất nhanh. Trong lòng hắn cả kinh, nhanh chóng rút lưỡi dao ra, trên lưỡi dao đã có chút màu loang lổ như phai màu không đều. Thương tổn vật lý không có tác dụng rồi. Ba cơ lùi đến bên cạnh Đỗ Địch An, mắt sáng lên, nói: "Ta nhớ trong đoàn săn bắn có mấy chúa tể có ma ngân khẩn cầu giả, mời bọn họ ra tay, cố gắng có thể tạo ra chút thương tổn, chúng ta yểm trợ bọn họ." Đỗ Địch An nghĩ đến công kích của ma ngân khẩn cầu giả, khẽ gật đầu, vào lúc này, tính hữu dụng của ma ngân khẩn cầu giả có lẽ mạnh hơn cắt rời giả của hắn rất nhiều, dù sao đây là đệ nhất truyền kỳ ma vật, nhưng phải đánh đổi to lớn để thay ma ngân cần hấp thu thần tương cùng cực băng trùng lần nữa mới có thể khôi phục thực lực như bảy giờ thậm chí là không có cách nào khôi phục lại sức mạnh như hôm nay bởi vậy thời điểm lựa chọn ma ngân cần phải cẩn thận một khi chọn liền rất khó thay vì không có nhiều tài nguyên như vậy ba cơ đi đến rìa vòng vây gọi ba người chúa tể ma ngân khẩn cầu giả vào nói với bọn họ kế hoạch của mình sau đó gọi đỗ địch an tiếp tục xông lên tuy sự công kích của bọn họ vô hiệu nhưng ít ra có thể gây chú ý của hủ bùn quỷ khi đỗ địch an cùng ba cơ tiến lên kiềm chế hủ bùn quỷ, ba chúa tể lén lút phòng ra sau, lập tức tới gần hủ bùn quỷ, hóa lợi chảo màu đen vỗ vào thân thể bùn nhão của hủ bùn quỷ, nhất thời thấy hiệu quả, nơi bàn tay đánh hơi lún vào, màu sắc biến thành màu đen, tựa hồ bị ăn mòn. Đỗ địch an cùng ba cơ chưa kịp vui mừng, bùn nhão lún vào lại nhanh chóng dâng lên, khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời giữa bùn nhão nhô ra vài gai nhọn bắn về phía ba vị chúa tể. Phốc, một vị chúa tể trong đó không kịp phản ứng, nhất thời bị bùn nhão đâm thủng yết hầu, mất mạng tại chỗ. Hai người khác thất kinh vùng né ra, không dám thở mạnh. Đỗ địch an hơi đổi sắc mặt, đẳng cấp đi săn của hủ bùn quỷ này chỉ cao hơn thạch anh ma thú 10 cấp thôi, nhưng ứng phó lại khó hơn mấy lần, nếu hắn đơn độc gặp phải thì chỉ có chạy trốn, hắn hoàn toàn bó tay với vật này, điều này cũng khiến hắn nhìn thấy nhược điểm của bản thân. Ô ô ô, đột nhiên, một trận âm thanh gầm rú như phát ra từ thân thể bùn nhão, phẫn nộ đến cực điểm. Đỗ địch an sững sốt một chút, nhất thời nhìn thấy sau lưng hủ bùn quỷ xuất hiện một bóng người, chính là Monica, nhưng lúc này toàn thân nàng càng thêm trắng như tuyết, lúc bóng người tung bay, không ngừng có một màu trắng bay xuống như hoa tuyết, nhưng lại nhỏ vụn hơn hoa tuyết, càng chí mạng hơn. Bột màu trắng rơi vào trên người hủ bùn quỷ, nơi bị dính vào nhanh chóng cứng đờ, không còn dáng dấp nhúc nhích mềm mại. Khi bột màu trắng rơi được hơn một nửa trên người nó, Monica đâm ngân kiếm ra, vùng một tiếng, thân thể bùn nhão giống như nhất thời vỡ vụn, phá tan như nham thạch. Đỗ Nịch An cùng ba cơ liếc mắt nhìn nhau, không bỏ qua cơ hội hiếm có này, nhanh chóng ra tay nơi bị bột phấn phủ trắng, kèn kẹt mấy tiếng, nửa người trên cứng nở của hủ bùn quỷ hoàn toàn bị cắn nát. Sau khi nửa người trên bị đập nát, nửa người dưới của nó từ từ thu nhỏ lại, chuẩn bị chạy trốn xuống dưới nền đất. Đỗ Nịch An vung lưỡi dao cả mặt đất, muốn chặn lại, nhưng vật này tốc độ xuyên đất cực nhanh, như cá vào nước, cực kỳ linh hoạt, lúc trước nó cũng đột nhiên chui ra từ lòng đất. Ba cơ cùng Monica nỗ lực giữ hủ bùn quỷ lại, nhưng đỗ địch an khiến tất cả đều thất bại đợi sau khi hủ bùn quỷ xuyển vào lòng đất tẩu thoát ba người cũng mệt chết rồi ba cơ ngồi xuống đất thở dốc che ngực móc thuốc ra băng bó cho mình thời khắc này không còn sự uy nghiêm của vách tường chủ monica thân thể khôi phục lại dáng dấp mỹ nữ nhân loại chỉ là sắc mặt cùng màu da đều hơi tái nhợt nàng nhìn đỗ địch an một chút không nói gì đi tới một bên yên lặng ngồi nghỉ ngơi đỗ địch an cũng mở ra ma thân cuộc chiến đấu này không kéo dài nhiều hắn tiêu hao cũng không lớn chém giết thạch anh ma thú đối với hắn rất dễ dàng, thậm chí ung dung khiến hắn kinh ngạc, hủ bùn quỷ tuy khó chơi nhưng hắn chủ yếu kiềm chế, cũng không hao phí lực lớn, hơn nữa hắn phát hiện hủ bùn quỷ này cũng vậy, nếu không phải thân thể mềm mại hơn cả bùn khiến hắn không cách nào thương tổn, thì muốn chém giết cũng không khó. Lúc kiềm chế, hắn phát hiện tốc độ công kích của hủ bùn quỷ cũng không nhanh, hắn có thể dễ dàng né tránh, kể cả lúc né tránh bột phấn của Monica cũng có vẻ hơi chậm, không biết là bản thân nó chậm chạp hay do thể chất của mình cao hơn vực sâu bình thường nên mới thấy nó chậm. Khi Đỗ Địch An suy tư phân tích, thành viên đoàn săn bắn khác đi xử lý chiến trường, chữa thương giúp những người bị thương và vùi lấp những thi thể còn lưu lại trên đất, có người đề nghị hỏa táng tại chỗ, đây là tập tục của thợ săn ngoài vách tường, dù sao chôn trong đất bùn, có khi không lâu lắm liền bị ma vật nào đó có khứu giác nhạy bén nhảy đến ăn. Đề nghị này bị phủ quyết, có người cho rằng động tính lúc trước quá lớn, nếu tiếp tục ở đây hỏa táng thi thể, khó tránh việc hấp dẫn những ma vật khác, hơn nữa mùi trong quá trình hỏa táng cũng dễ dàng thu hút ma vật. Ngoài ra, bị chôn vùi ngay tại chỗ đối với người chết có thể bị ma vật ăn, nhưng đối với người sống cũng có thể là mùi nhử dẫn chạy ma vật. Sau khi nghị luận vài câu, có người tìm ba cơ quyết định. Ba cơ vừa định nói thì bỗng nhiên có bóng người vào tới, chính là Holani lúc trước bị thạch anh ma vật nuốt. Trường 1048, Long, Đỗ Địch An nhìn thấy Holani, trên người hắn dính đầy chất lỏng nhơm nhấp màu vàng, có chút buồn nôn tựa hồ cái kia là dịch tiêu hóa trong cơ thể thạch anh ma thú hắn nói ngươi không chết lúc trước hắn dùng nhìn xuyên để xem nhưng tiếc là không thể nhìn xuyên bên trong cơ thể thạch anh ma thú cũng không nhìn thấy phản ứng nguồn nhiệt của holani còn tưởng rằng holani đã thật sự xảy ra vấn đề vận khí của ngươi không tệ trận chiến vừa kết thúc ngươi liền đến monica liếc holani một chút không còn kinh hãi khi hắn còn sống ngược lại nói một câu đầy trào phúng holani cười khổ nói suýt chút nữa thì bị tiêu hóa rồi, cũng may các người giết chết nó đúng đúng, ba người các người chính là ân nhân của ta, con này thật giống ngủ bùn quỷ, đã chết rồi sao? Vừa mới chết, ba cơ trả lời một câu, cũng không có tâm trạng mà để ý hắn. Đỗ Địch An thấy Monica cùng ba cơ không hề kinh hãi chuyện Holani còn sống, long mày hơi nhíu lại, xem ra mình đã đánh giá thấp sự hẹp hòi cùng độ vô liêm sỉ của những vực sâu này rồi, suy nghĩ lại, có thể Holani nhận biết được hủ bùn quỷ phía sau, cho dù mình không giết chết Thạch Anh Ma thú kia thì hắn cũng không xảy ra chuyện. trái lại có thể mượn cơ hội này trốn trong cơ thể Thạch Anh Ma thú, yên lặng xem biến đổi, nhìn bọn hắn chiến đấu thế nào. dù sao tổn thất một người thì áp lực của ba người bọn hắn càng lớn, tự nhiên cũng không cách nào giấu giếm. nghĩ tới đây, hắn lại liếc nhìn ba cơ một chút, là vách tường chủ có để đánh bại Monica cùng Holani, bản lĩnh của hắn hẳn là mạnh hơn hai người này mấy phần nhưng biểu hiện lúc trước lại không thấy sự lợi hại nhưng ngược lại đỗ địch an cùng monica lại bại lộ khá nhiều trong trận chiến này nhưng thứ mà monica bại lộ có thể ba cơ cùng holani đã biết bởi vậy cũng không cần giấu từ đầu đến giờ chỉ có hắn chịu thiệt nhiều nhất nghỉ ngơi một chút chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thạch anh ma thú đã chết bên trong lãnh địa này không có chủ nhân chắc chắn sẽ có ma vật mới xâm nhập nơi này không thích hợp ở lâu ba cơ băng bó cẩn thận vết thương ở ngực phủi mông đứng lên, nói với Holani. Bảo người của ngươi kiểm kê tổn thất đi, lúc trước chết không ít người, lát nữa phải đối mặt chính là cực hàn băng long, không thể lại tổn thất. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng hắn mang theo một ý tứ sâu xa. Holani lại tựa như nghe không hiểu, gật đầu nói, nên đi rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, tiếp theo ta sẽ mở đường. Đỗ địch an ngầm chịu thiệt, cũng không có tâm tình cãi cọ, ngồi một bên nghỉ ngơi. Một lát sau, Holani chỉnh đốn xong đoàn săn bắn, kiểm kê nhân số, chỉ vỏn vẹn mấy phút vừa nãy, hủ bùn quỷ đã giết bốn vị chúa tể, chín ma tướng cùng với hơn 70 khai hoang giả, dạ, bây giờ chỉ còn dư lại khoảng 360 người. Sau khi chỉnh đốn xong đoàn săn bắn, Holani đi trước mở đường. Diện tích của ma hố rất lớn, lớn hơn nhiều so với những khu vực khác bên ngoài, dựa vào Holani nói, đại khái bằng diện tích của khoảng 4 vách tường, tùy tiện có thể chứa được hơn dưới 5 triệu người. Loại khái niệm này, Đỗ Địch An liên tưởng đến một đảo quốc chìm nghỉm từ lâu liền biết đại khái phạm vi của ma hố, nhưng đảo quốc nào đó tuy chỉ có 100 triệu người nhưng diện tích thổ địa vẫn rất lớn, trên thực tế có thể chứa đựng nhiều hơn, tính ra ma hố khoảng nửa đảo cốc, mà lúc này bọn họ lại nằm ở rìa ngoài của ma hố, băng hồ là khu vực tiếp cận trung ương, lộ trình xa xôi. Trải qua nửa ngày đường, lại liên tục gặp phải một ít ma vật cấp chúa tể, Holani chủ động xuất đội chém giết, không hy sinh nhiều chiến sĩ. Đợi sau khi rời khỏi lãnh địa của Thạch Anh Ma Thú, mọi người lại gặp phải hai con ma vật cấp vực sâu, nhưng bị Monica sớm nhận biết nên tách ra sớm. Sắc trời dần tối, mọi người cùng nghỉ ngơi trong hẻm núi, tiếng gió gào rít qua giống như ma vật cười gần khiến lòng người bất an. Trong tâm tình thấp thỏm này, mọi người ôm binh khí chợp mắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thức tỉnh, Holani cùng Monica phụ trách gác đêm, vốn dĩ Holani chỉ muốn khách khí một thoáng. Nhưng hắn không ngờ Đỗ Địch An cùng ba cơ liền đến một câu, đều không nói, đợi hắn mở miệng, lập tức liền đồng ý nhưng hắn cũng biết hai người tức giận chuyện mình tránh chiến đấu ban ngày tính ra cũng không là gì hơn nữa nếu bảo hắn ngủ hắn cũng không dám ngủ lúc ban ngày chiến đấu cùng thạch anh ma thú hắn liền suy đoán ra ma ngân của đỗ địch an hẳn là cực chuyên về chiến đấu với loại ma vật chuyên tấn công để đỗ địch an trông coi còn không bằng tùy tiện giao cho một chúa tể chuyên về nhận biết gác đêm này càng làm hắn yên tâm hơn chút buổi tối ở ngoài vách tường đều à dài rằng rặc, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh ma vật gào thét không ít ma vật hung tàn yêu thích qua lại trong màn đêm để đi săn những ma vật khác. Sinh tồn không đơn giản, không chỉ đối với những thợ săn như Đỗ Địch An mà với những ma vật yếu kém khác, ban đêm cũng chính là một thảm họa, đa số ma vật đều trở về tổ khi hoàng hôn đến, cho dù cách xảo bao xa cũng sẽ chạy về. Một đêm trôi qua rất nhanh, trên đường có vài con ma vật cấp khai hoang cùng một con cấp chúa tể tìm tới hẻm núi, chỉ là chúng chưa kịp ra tay liền bị Holani cùng Monica chém giết lặng yên không tiếng động. Đợi ánh bình minh rọi sáng, Thế giới hắc ám tựa hồ lần thứ hai tỏa sáng hy vọng, những ma vật trải qua một đêm trốn trong xào run lẩy bẩy rời ổ kiếm ăn. Mấy người đố địch an cũng ăn chút lương khô, bổ sung nước rồi tiếp tục xuất phát. Dưới sự dẫn đường của Holani, mọi người đi về hướng băng hồ nơi sâu xa của ma hố. Có Monica nhận biết cao thủ, dọc đường đi tránh được không ít nguy hiểm, mặc dù như thế, ban ngày vẫn đụng phải không ít ma vật cấp khai hoang, còn ma vật yếu hơn thỉnh thoảng gặp phải đều bị chiến sĩ đoàn săn bắn tiện tay giết. Trong lúc nghỉ ngơi trên đường, Đỗ Địch An mượn địa đồ từ Holani xem, đợi Holani vạch ra vị trí của bọn họ cùng băng hồ trên địa đồ. Đỗ Địch An mới biết bọn họ còn cách băng hồ một khoảng rất lớn, ít nhất phải đi 2-3 ngày. Mà hành quân 2-3 ngày trong ma hố, chẳng khác gì tự sát. Đỗ Địch An nhìn các chiến sĩ ngồi quanh nghỉ ngơi trên mặt đất, trong lòng có mấy phần thương hại, người có thể sống sót trở về từ nơi này không nhiều, nhưng bọn họ vẫn ôm ấp hy vọng, cho rằng mấy vị vực sâu ở đây sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì, dù có chuyện thì cũng là người khác, còn mình sẽ là người may mắn sống sót. Nhưng hắn biết, đợi đến lúc tới được băng hồ, phỏng chừng bọn họ sẽ trở thành nhóm đầu tiên xông lên làm bia đỡ đạn, thế bọn hắn mài mòn sức mạnh của cực hàn băng long, giảm khả năng phát sinh nguy hiểm cho bọn hắn. Đến lúc đó, cho dù tất cả mọi người đều hy sinh thì bọn hắn cũng không để ý, thậm chí càng hợp ý bọn hắn, vì đạt được cực băng trùng, bọn hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về vách tường, không ở lâu trong ma hố này, dù là vực sâu thì ở đây cũng sẽ chết. Điều tiếc nuối chính là người có thể xem hiểu điểm này chỉ có đạt đến vực sâu như hắn mới có thể nhìn thấu, những người khác hoặc là đoán được rồi nhưng vẫn phải bị ai nhận mệnh, hoặc kẻ thấp kém ôm ấp từng tia hy vọng, đòi hỏi thương hại. Nhưng cường giả chưa bao giờ sẽ thương hại. Hai ngày trôi qua, Đỗ Địch An cùng mấy người Holani, còn lại không tới 300 chiến sĩ đoàn săn bắn, đi tới vùng rừng rậm bên trong băng tuyết ngoài rìa băng hồ, dọc đường hai ngày nay, mọi người lại gặp phải ma vật cấp vực sâu, tổng cộng ba con, có Monica cùng mấy vị chúa tể năng lực nhận biết khá mạnh và ma tướng dò đường, vẫn không thể phát hiện ba con ma vật năng lực cực mạnh đang ẩn núp. Chiến đấu là điều không tránh khỏi. Cũng may ma vật vực sâu đều là đơn độc từng con, dưới vây công của mấy người bọn họ, tiêu hao một phen khí lực liền giải quyết được. Từng chịu thiệt ngầm trước đó, Đỗ Địch An ở phía sau chiến đấu khá khiêm tốn, đồng thời mượn cơ hội quan sát năng lực ma ngân của ba người Holani, thậm chí trong lúc chiến đấu còn lộ ra kẽ hở, để cơ hội cho ma vật vực sâu đánh mạnh, bước ba người lộ ra ít bản lĩnh. Theo như hắn quan sát, Holani chuyên về dùng độc, đồng thời có năng lực nhận biết khá mạnh, trong miệng cùng gai ngọn bên trong cánh của hắn đều có thể phóng độc, tính ăn mòn cùng độc tính của nọc độc cực cường, có thể dễ dàng ăn mòn kim loại cùng nham thạch, trong đó có một con ma vật vực sâu trúng độc của hắn, thân thể rất nhanh liền mục nát một diện tích lớn, hình ảnh cực kỳ tàn khốc. Năng lực ma ngân của Monica ngoại trừ bột phấn khiến đồ vật cứng nở ra, còn có thể đầu độc kẻ địch khiến kẻ địch thất thần, một chiêu của đỗ địch an cố ý thất thủ, thời điểm ma vật vực sâu chui ra vòng vây khiến Monica xuất ra, chỉ là khiến ma vật vực sâu kia ngây người một lúc nhưng vẫn bị đỗ địch an nhận thấy, điều này khiến hắn đặc biệt lưu ý, loại năng lực này khó lòng phòng bị, khó ứng phó nhất. Mà năng lực của con lão hồ ly ba cơ này, đỗ địch an không nhìn được bao nhiêu, chỉ biết xương cốt hắn khép lại khá, điều này cũng làm đỗ địch an bững tin chiến đấu, ba cơ cố ý bị thương, sau đó giả vờ băng bó, hoàn toàn dao động chính mình. Khi Đỗ Địch An phân tích ra năng lực của ba người trong đầu, ba người cũng định ra năng lực của Đỗ Địch An, tấn công mạnh mẽ và sắc bén. Bất kể là ma vật vực sâu phòng ngự rất nhanh, dưới lưỡi dao sắc của Đỗ Địch An cắt chém, tất cả đều yếu đuối như giấy, bọn họ dồn hết toàn lực mới miễn cưỡng tạo thành thương tổn, mà Đỗ Địch An vung lưỡi dao sắc liền có thể cắt ra, điều này khiến trong lòng ba người khá kiêng kỵ. Tuy bọn họ có năng lực của từng người, đột nhiên đánh lén thì Đỗ Địch An không hẳn là đối thủ, nhưng chính diện tranh tài, năng lực này của Đỗ Địch An mới là đáng sợ nhất, căn bản không thể chống lại, bao gồm cả binh khí của họ đều sẽ bị chém đứt, nếu tài nghệ đánh lộn của Đỗ Địch An lại cao, phối hợp với lực lượng này thì quả thực chính là sát thần. Nhưng thứ khiến ba người bọn họ vui nhất chính là, năng lực của Đỗ Địch An tựa hồ khá cực đoan, ngoại trừ công kích sắc bén ra, phương diện nhận biết đều rất yếu. Lúc bọn họ ngầm hiểu biết lẫn nhau, cũng đã tới trước rừng rậm băng tuyết bên ngoài băng hồ, lúc này là giữa tháng 5, thời tiết mùa hè nóng nực, nhưng nơi này vẫn cực kỳ lạnh lẽo, bên trên cây trong rừng đều đầy băng. Đỗ Địch An thấy khí tượng nơi này một mảng ngập tràn băng tuyết, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, chuyện như vậy hoàn toàn không khoa học, nơi này không phải bắc cực, thời tuyết bên ngoài tương đối nóng bức, nhưng vào khu rừng lại như một thế giới khác, bắc cực sở dĩ kết băng quanh năm là vì xa mặt trời, nhưng nơi này cũng không phải. Cẩn thận một chút, cực hàn băng long chưa chắc sẽ đợi mãi trong hồ, cũng có thể tới bên trong rừng rậm này kiếm ăn. Holani nhắc mọi người trong đoàn săn bắn. Monica tò mò nhìn rừng băng tuyết, nói, cực hàn băng long ảnh hưởng đến nơi này lớn vậy sao, đến nơi này cũng có thể kết băng. Con cực hàn băng long này ở lại đây rất lâu rồi, có người nói đã 40, 50 năm rồi. Ba cơ biết khá nhiều, thấp giọng nói, bởi vì quan hệ của nó, ma vật xung quanh đều cảm hóa lên thể chất hàn băng như nó, những ma vật này nghỉ lại bên trong vùng rừng rậm này, vì vậy nhiệt độ mới thấp như vậy, cẩn thận một chút. Monica bừng tỉnh, đỗ địch an nghe trong lòng cả kinh, ở lại 40-50 năm. Tranh đấu của thế giới ma vật còn tàn bạo hơn cả loài người, gần như không thể làm chúa tể của một lãnh địa ngoài vách tường 40-50 đến 50 năm, huống hồ nơi này là ma hố vực sâu, lượng phóng xạ siêu cao trong hầm ma hố mỗi khắc đều khiến ma vật biến dị, mỗi một này đều có bá chủ mới sinh ra, tài nguyên có hạn, bá chủ mới cũng tranh cướp lãnh địa cùng chúa tể cũ, người thất bại bị nuốt chừng, đây là pháp tắt sinh tồn bên ngoài vách tường con cực hàn băng long này mạnh đến bao nhiêu mới có thể chấn thủ nơi này 40. 50 năm, chẳng lẽ trong 40 năm 50 năm này, đến con quái vật ma trạch khủng bố cũng không thể nào đấu lại nó. chương 1049, bóng, Đỗ Địch An quyết định nếu tình huống không đúng liền lập tức lui lại, cực băng trùng tuy quý giá, cơ hội hiếm có, nhưng lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Lúc này, Holani đã tổ chức xong nhóm bia đỡ đạn đầu tiên, do hai vị chúa tể dẫn đội, tiến vào rừng rậm trong băng tuyết. Từ vùng rừng rậm này đến băng hồ bao xa, Đỗ Địch An hỏi Holani. Holani phóng tầm mắt tới rừng rậm phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nếu chạy thẳng tắp cũng xa, chưa đến 80 dặm, nếu gặp phải một ít đồ vật khó chơi quanh quẩn xung quanh thì rất phiền phức. 80 dặm đối với mấy người Đỗ Địch An cũng không khác mấy với 800 mét trong mắt người bình thường, nhưng nếu trên 800 mét này gặp phải rắn độc chó dữ, vậy cũng không ai có thể cảm thấy con đường này ngắn. Ba cơ trầm giọng nói, cố hết sức đừng quanh quẩn, quanh quẩn trong khu vực rừng rậm này quá nguy hiểm, mau chóng xuyên qua là tốt nhất. Holani gật đầu, ta biết rồi, chúng ta không thể dùng lửa thiêu hủy rừng rậm này sao? Đỗ Địch An hỏi, ba người ngẩn ra, ánh mắt quái dị nhìn Đỗ Địch An, tính cách này phải bạo lực bao nhiêu mới có thể nghĩ ra được vậy? Lửa không thể hỏa thiêu, Holani trong lòng oán thầm một câu, nhưng vẫn giải thích cho Đỗ Địch An. Lửa tuy là vạn vật khắc tinh, nhưng nhiệt độ bên trong vùng rừng rậm này thấp, lại có không ít ma vật thể chất hàn băng nghỉ lại, hỏa diễm rất dễ dàng bị tiêu diệt, muốn dẫn làm cháy cả khu rừng là không thể, trừ phi chúng ta mang theo rất nhiều vải dầu, hơn nữa cho dù đốt rừng, ma vật bên trong lao ra lại càng nguy hiểm hơn cho chúng ta. Cũng đúng, Đỗ Địch An gật đầu, lúc hắn hỏi liền cảm thấy phương pháp này không ổn, Holani nói rất đúng. Trong lúc mấy người chờ đợi, khoảng sau 10 phút, đội thám hiểu thâm nhập vào rừng rậm liền truyền lại tín hiệu, có thể đi vào. Sau khi đi tới rừng rậm, Đỗ Địch An thu hồi sự tùy ý lúc trước, để helisa đi sát bên cạnh mình bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị triển khai ma hóa ứng phó tập kích đồng thời đáy mắt hắn thỉnh thoảng lóe qua một vệt màu vàng sậm dùng nhìn xuyên coi trước toàn cảnh chung quanh thâm nhập không lâu phía trước chuyển đến một trận chém giết mọi người đều cả kinh monica ngóng nhìn phía trước lạnh nhạt nói đừng lo lắng không phải vực sâu đoàn săn bắn chung quanh thở phào nhẹ nhõm cảm giác trên lưng đã chảy mồ hôi lạnh ướt cả người so với ngày tháng trong vách tường mỹ nữ hương rượu khoái lạt nơi này quả thực chính là địa ngục gian nan holani thấp giọng đây là lãnh địa của cực hàn băng long hẳn là không có con vực sâu thứ hai mọi người cẩn thận đừng để ma vật khác đánh lén là được mọi người nghe hắn nói thế trong lòng nhất thời nắm chắc tốc độ tiến lên của đội ngũ nhanh hơn dọc đường thỉnh thoảng có tiếng chém giết vang lên đỗ địch an tiến lên theo đội ngũ đi đến vị trí có tiếng chém giết liền nhìn thấy trên đất lưu lại mấy thi thể cùng với thi thể ma vật bị chém thành hai khúc ma vật này có bộ lông lam đậm tỏa ra hàn khí rất nặng Đỗ địch an nhìn qua, trong lòng yên tĩnh không nói, con cực hàn băng long này có thể khiến tất cả ma vật khác trong lãnh địa này hóa thành thể chất hàn băng, loại năng lực này vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. Nửa giờ sau, mọi người xuyên quan rừng rậm, phía sau lưu lại mười mấy thi thể đồng bọn cùng với một số thi thể ma vật. Sau khi ra khỏi rừng rậm, mọi người có thể nhìn thấy phía trước cách đó không ca có một cái hồ vô cùng rộng lớn, mặt hồ yên tĩnh, hồ nước trong suốt. Đỗ địch an ngưng mắt nhìn, liền thấy cả mặt hồ kết băng chuẩn bị bày trận, dụ con rồng già này đi ra. Holani nhìn băng hồ to lớn, trầm giọng nói, ánh mắt ba cơ nghiêm nghị, lạnh lung nói, ta liền nói trước, lát nữa khi mấy người chúng ta Red ai, nếu ai không xuất lực thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Holani hơi thay đổi sắc mặt, nói, đương nhiên, xin vách tường chủ yên tâm. Không sai, Đỗ Địch An lập tức nói, có một số việc mọi người không rõ trong lòng, ta cũng không muốn nói quá rõ, cực hàn băng long này không phải vực sâu bình thường đối đầu với kẻ địch mạnh, ai muốn đánh lén sau lưng trước đó, ta trực tiếp bỏ qua, nhưng cực băng trùng này ta không muốn. Ba người khẽ nhíu mày, không nói gì. Đỗ địch an nói xong liền không để ý đến bọn họ, lời này chỉ là một đòn, thời điểm thực sự đối địch, nếu người khác hữu tâm muốn đánh lén hoặc ít dùng sức, hắn cũng bó tay, lúc này, ai thật thà người đó chịu thiệt. Nhìn mặt hồ kế băng, đỗ địch an dùng nguồn nhiệt quan sát một lần, quả nhiên không nhìn thấy bất kỳ nguồn nhiệt người nào, hắn nói với ba người ta lên trên bầu trời nhìn một chút. Ừm, Holani gật đầu, sau đó chỉ huy những người khác bày trận. Đỗ Địch An bay đến 30, 30 mét, quan sát xuống, băng hồ rất lớn, mặt hồ kết băng cũng không có gió tuyết, vì vậy nên như tấm gương trong suốt, có thể nhìn thấy đáy hồ màu xanh đậm. Cực hàn băng long ở nơi này, không biết đáy hồ có cá ma vật nào khác không, nếu không có thì nó ăn cái gì. Trong lòng Đỗ Địch An trồi lên ý niệm như vậy, đây cũng không phải ý nghĩ tẻ nhạt. Vấn đề khó khăn nhất của hết thảy sinh mệnh chính là ăn uống, đặc biệt là đối với một số ma vật cỡ lớn với lượng thức ăn tính bằng đơn vị tấn mà nói. Vì kiếm ăn, mỗi ngày đều phải đi săn bắn hoặc di chuyển trên đường, thậm chí còn cướp thực của thợ săn hoặc khiêu chiến với bá chủ trong lãnh địa khác. Một khi bị thương, độ khó của kiếm ăn sẽ tăng lên, sẽ chịu đói, càng đói càng vô lực, sẽ trở thành con mồi của thợ săn. Ở ngoài vách tường, mỗi ngày đều có vô số ma vật chết, những ma vật này có không ít là ma vật cực kỳ hung hãn từ tình huống trước mắt mà xem cực hàn băng long hiển nhiên là ma vật lưỡng thể thậm chí có thể bay đỗ địch an ở bên trên giò xét một vòng rất nhanh liền tìm thấy một mảng dấu móng tay ngổn ngang hẳn là lúc cực hàn băng long lên bờ kiếm ăn lưu lại nhưng ngoại trừ những dấu móng tay này ra hắn có nhìn thấy một chút vết tích tranh đấu loang lổ ngoài ra còn nhìn thấy khẩu súng bị gãy nằm ở một bên rìa gần rừng rậm bị bụi cỏ che đậy nếu không có thị lực nhìn trên cao xuống căn bản không cách nào nhìn thấy có nhân loại từng chiến đấu ở đây. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, nhưng không nghĩ nhiều, băng hồ này được ghi trên bản đồ có trong tay Holani, tự nhiên cũng có nhân loại thăm dò qua. Đang lúc hắn đang chuẩn bị hạ xuống, dưới đáy giữa băng hồ, đột nhiên có một đạo em mờ ảnh lay động, Đỗ Địch An còn tưởng mình hoa mắt, nhìn chăm chú, mấy giây sau, lại có một đạo em mờ ảnh to lớn lay động, như một con rắn dài. Mí mắt Đỗ Địch An giật lên, lẽ nào đây chính là cực hàn băng long? Nó đang ở đáy hồ nhìn chằm chằm mặt hồ chốc lát, đạo em mở ảnh kia lại thoáng qua lần nữa, phỏng chừng nó dài hơn 10 mét, nhưng chỉ cuồn cuộn một thoáng liền chui lại vào đáy hồ, không thấy rõ lắm. Hắn nhìn chốc lát, em mở ảnh không xuất hiện lại, hắn mới hạ xuống, nhìn đoàn săn bắn bố trí kỹ càng bên hồ, nói với ba người Holani. Hiện tại liền dụ ra sao? Mọi người đã vào vị trí rồi, có thể bắt đầu. Holani nói, đỗ địch an cao mày, nói. Hay là đợi lúc con băng long này đi ra kiếm ăn, rồi xuất kích. Đợi nó kiếm ăn, ba người đều không phải lính mới, nghe Đỗ Địch An nói chuyện liền biết ý của hắn, ba cơ suy tư nói: "Đợi lúc nó kiếm ăn, để nó đói bụng, thể lực yếu nhất, lúc này Red Eye rõ ràng là tốt nhất, nhưng chúng ta không biết bao lâu nó ăn một lần, những sinh vật máu lạnh này thường sẽ một lần ăn đến đồ vật của nửa tháng, đợi nó tiêu hóa, chúng ta sợ không chờ được lâu như vậy." Đỗ Địch An thấy bọn họ không biết quy luật ăn uống của cực hàn băng long, có chút tiếc nuối, nói: "Vậy thì chuẩn bị đi." không biết vật này hiện đang ở đáy hồ hay ra ngoài kiếm ăn rồi. Monica nhíu mày, nếu không ở đáy hồ, trái lại bị chúng ta kinh động, sớm đã có đề phòng. Ở đáy hồ, ta có nhìn thấy một cái bóng, không biết phải nó không, nhưng hồ này phỏng trừng ngoại trừ nó cũng không có những ma vật khác. Đỗ Địch An nói, ngươi nhìn thấy cái bóng, ba người có chút giật mình, nhìn Đỗ Địch An một chút, biết hắn sẽ không nói khoác, chuyện này không có lợi gì với hắn, Holani liền nói ngay. Đã như vậy, Lập tức chuẩn bị đi, trước tiên để ta cho người nổ tung mặt hồ, ta dụ nó ra, các ngươi ở đây mai phục, tranh thủ đưa nó đến vùng rừng rậm, cách xa băng hồ một chút. Chương 1050, hiện thân. Đỗ huynh đệ, chuyện đến nước này, nữ nhân này của ngươi cũng nên ra tay giúp đỡ rồi chứ? Ba cơ nhìn về phía Helisa bên cạnh Đỗ Địch An, cùng nhau đi tới, Đỗ Địch An lại chưa bao giờ để Helisa ra tay, khiến suy nghĩ muốn thăm dò thực lực của Helisa thất bại, nhưng đáy lòng bọn hắn vô cùng hiểu rõ vị nữ nhân này là một thi vương đúng giá, còn người thuần đen cùng thi tuyết nồng nặc trên người tuyệt đối không phải ngụy trang. Một người bị nhân loại khống chế và bồi thành thi vương khủng bố đến mức nào, xem xem đỗ địch an phát điên đến cỡ nào, từ mấy lần ăn nói cùng xuất thủ, bọn họ cũng biết thanh niên này không phải loại hời hợt, nữ nhân thi vương bị hắn khống chế này có lẽ còn mạnh hơn nhiều so với hắn. Nghe thấy lời của ba cơ, sắc mặt đỗ địch an nhất thời lạnh lẽo, nói. Có để nàng ra tay hay không, chuyện này ta tự có phán đoán, đỗ huynh đệ không thể nói như thế con băng long này không phải là vực sâu bình thường hiện tại nếu chúng ta không đoàn kết thì chưa hẳn đã đấu thắng nó hơn nữa chúng ta đều xuất lực rồi có phải ngươi cũng nên có chút thể hiện holani cũng mở miệng nói đỗ địch an hơi hít mắt hai người này là muốn ép hắn lâm trận nhưng hiển nhiên bọn họ đánh nhầm rồi hắn sẽ không dính chiêu này muốn thể hiện cái gì lẽ nào trên đường đến đây ta chưa từng góp sức đừng quên mạng của ngươi là ai cứu lại thạch anh ma thú là ai giết holani có chút lung túng ho nhẹ nhìn về phía monica cùng ba cơ bên cạnh ý tứ rất rõ ràng rằng ta không thể nói thêm được gì chỉ có thể giao cho các ngươi đỗ huynh đệ chúng ta biết ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức nhưng bốn người chúng ta mới có thể đối phó với cực hàn băng long mọi người đều trả giá không ít cho cực băng trùng rồi ngươi cũng hiểu một chút đi ba cơ khuyên đỗ địch an không nhịn được cười nhạo nói nếu nữ nhân của ta là vực sâu thì phải ra tay dựa vào một mình ta còn chưa đủ tư cách chia một chén canh nếu hai chúng ta đồng loạt ra tay gộp lại là sức mạnh của hai vực sâu nếu như vậy ta còn cần ba người các ngươi phân làm gì lẽ nào các ngươi có thể sử dụng sức mạnh của hai vực sâu nói lời không khách khí một mình ta rét hay liền đủ tư cách để phân rồi đừng nói đến tin tức của cực băng trùng gì đó là của các ngươi vật này không ai biết thì lại tốt nếu công khai rồi liền không có chút ý nghĩa nào ba người hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới đỗ địch an nói trở mặt liền trở mặt nhưng ba người cũng đều là người từng trải không quá để ý thái độ của đỗ địch an ba cơ nhìn holani một chút trầm ngâm nói đã như vậy lát nữa nếu tình huống nguy cấp đỗ huynh đệ để nữ nhân của ngươi red ai giúp đỡ một thoáng hẳn là không quá đáng chứ. đỗ địch an lạnh nhạt nói cái này đương nhiên nhưng các ngươi nếu ai cố ý không xuất lực ta cũng sẽ không red ai giúp đỡ lần này không phải đùa giỡn nếu tình huống không đúng ta liền rút lui đầu tiên tốt nhất bây giờ phân phối tốt nhiệm vụ cho từng người đợi hợp lực giết băng long xong, mọi người lại thương lượng phân cực băng trùng như thế nào, các ngươi thấy sao? Ta cũng cho là như thế, Monica gật đầu, khi Đỗ Địch An nói thương lượng, đương nhiên nàng biết thương lượng như thế nào. Holani cùng baker cũng biểu thị tán đồng, hai người cũng không yêu cầu Đỗ Địch An để Helisa ra tay nữa, ngược lại có thể khiến hoàn toàn trở mặt, Holani nói. Ta dụ băng long ra, các người phụ trách ngăn chặn. Dẫn dụ nó ra tuy khó, nhưng chiến đấu sau đó vẫn cần sự gia nhập của ngươi. Ba cơ nói, chuyện đến nước này hắn cũng sẽ không khách khí với Holani, hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám bất cẩn. Holani cao mày, sắc mặt không thích, hắn biết sẽ không để mình thoải mái như vậy. Mấy người trao đổi trong chốc lát, cuối cùng định ra phương án, phân phối xong nhiệm vụ của từng người. Đợi sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng xong, Holani tiến vào trạng thái ma thân, như một quái điểm quả đen màu đen, bay lên giữa không trung xoay quanh, bỗng nhiên thấp giọng. Ta nhìn thấy rồi, rứt lời, thân thể đáp xuống, giơ tay kéo một cung tên mượn từ thủ hạ, nhắm vào mặt hồ yên tĩnh. Vèo một tiếng, mũi tên xé gió đâm xuyên qua mặt hồ. Lực xuyên thấu của mũi tên tuy mạnh nhưng lực cản của nước càng mạnh hơn, rất nhanh không một tiếng động. Mấy người đỗ địch an mai phục ở rừng rậm bên cạnh nín hơi chờ, đột nhiên, tiếng rít vang lên từ băng hồ, vang vọng trăm dặm, vô số âm thanh nổ tung, mặt hồ băng bị phá nát, hoàn toàn nứt ra, như thiên thần rơi xuống phá nát tấm gương. Một vệt bóng đen vút ra từ trong hồ, cuốn về hướng Holani ở giữa không trung. Holani giật nảy cả mình, né nhanh, bóng đen quét lên không trung, gây nên ngàn cơn sóng hoa, lúc những bọt nước này bay lên giữa không trung lại kết thành băng, sau một khắc, đáy hồ lại lần nữa truyền ra một tiếng giống mãnh liệt, hết thảy băng nước sắp rơi xuống lại vượt qua gai nhọn sắc bén sông lên phía trước, vượt qua ngàn mũi tên, bao phủ không trung một lúc lâu. Mặt Holani biến sắc, nhanh chóng dùng cánh bảo vệ thân thể, rút lên cao hơn, dù như thế, lúc băng châu rơi vào cánh vẫn cảm thấy tâm tư thông suốt lạnh lẽo cùng với đau đớn, trong lòng hắn kinh hãi, tuy dự liệu được thực lực của con băng long này không phải bình thường, nhưng không ngờ lại kinh khủng như thế, vẻn vẹn chỉ là tiếng giống gây nên giọt nước kết băng liền có thể thương tổn chính mình. Nhìn thấy cảnh này, bốn người đỗ địch an, ba cơ cùng Monica trong mắt lóe lên tia khiếp sợ, tuy bọn họ không phải Holani, không nhìn thấy chính diện, nhưng dù sao cũng trong nghề liếc mắt là nhìn ra môn đạo cái này tuyệt đối không phải vực sâu phổ thông đỗ địch an tập trung cao độ lúc này trong hồ đột nhiên bắn ra một trận bọt nước trắng như tuyết đập về phía holani holani né tranh đồng thời lần nữa bay cao lên bay về phía hồ giống một tiếng gào thét hồ nước cuộn lên đến bên bờ sau một khắc mặt hồ nhô lên một thân ảnh khổng lồ bay lên từ trong hồ trong phút chốc che kín bầu trời mọi người cảm giác bầu trời trên đỉnh đầu đều tối lại Đỗ địch an hơi há miệng, trợn mắt ngoác mồm, con cự long này to lớn đến cỡ nào. Thân thể giống cấu tạo của rồng phương Tây nhưng không có cảm giác bụng phệ, nửa người trên giống dao long, đỉnh đầu có lít nha lít nhít sừng giống như băng. Lúc này Đỗ Địch An mới phát hiện bóng đen trong hồ mà mình nhìn thấy lúc trước có thể là đuôi của nó. Vẹn vẹn chỉ là cái đuôi đã dài hơn 10 mét, chiến sĩ đoàn săn bắn chung quanh cũng kinh ngạc đến ngây người, bao gồm cả Monica và Parker, trong mắt cũng có chút thất thần. Cái này giống như hình tượng của thần ma viễn cổ, Thật sự ngang hàng sao? Ý nghĩ đầu tiên khi Đỗ Địch An bừng tỉnh lại chính là xoay người chạy. Cho dù là trực tiếp nhìn thấy cực hàn băng long này, hắn cũng không nhìn thấy nguồn nhiệt gợn sóng trong cơ thể nó, hẳn là sinh vật lãnh huyết, thậm chí còn vượt qua tồn tại sinh vật lãnh huyết, phải cùng lưỡi dao sắc trên người nó hoàn toàn như khối băng, sinh vật gì mà trên người lại mọc ra vật chất như băng vậy? Chương 1051: Ước định sai lầm. Cực hàn băng long bay ra từ trong hồ đuổi theo Holani. Holani chưa kịp bay đến bên bờ nó đã đuổi theo kịp, trong miệng rồng phun ra một đoàn xương mù màu trắng, trên người Holani nhất thời kết thành một tầng băng xương, tốc độ đánh của cánh cũng chậm lại. Holani vừa sợ vừa vội, gai nhọn trên cánh nhô ra, phủi xương lạnh xuống và lao xuống đất, nhưng tốc độ của cực băng hàn long càng nhanh, vuốt rồng từ trên trời giáng xuống nắm chặt Holani trong tay. Holani tỏ rõ vẻ sợ hãi, kịch liệt giấy ruộng, vuốt rồng co lại nắm đến vang lên kèn kẹt, khóe miệng Holani tràn ra máu tương hắn cả giận nói. Nhanh cứu ta, ta không được rồi. Đám người đỗ địch an mai phục một bên rừng rậm bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, nghe được Holani gào thét, trong mắt đỗ địch an lóe lên tia trần trừ, có thể thấy lần này Holani không phải ngụy trang mà thật sự hoảng sợ. Vốn dĩ hắn trần chờ là do lo lắng đối với con băng long này, từ lúc hiện thân đến lúc bắt giữ Holani chỉ trong chớp mắt, sức mạnh như vậy hắn không thể chống đỡ. Lúc này, đáy lòng hắn đã ở tư thế rút lui. Tuy nói lên thật buồn cười, nhưng thực sự như vậy, hắn không phải tay mơ, một chút liền có thể nhìn ra sức mạnh của cực hàn băng long này, dựa vào mấy người bọn họ rất khó chiếm được chỗ tốt chứa nói chi đánh giết, trừ phi bọn ba cơ còn ẩn giấu sức mạnh hơn tưởng tưởng của hắn. Lúc hắn trần chờ, Monica vội vã thấp giọng nói, chúng ta nhanh kiềm chế nó một chút, không thể đợi thêm, nếu vậy hắn thật sự xảy ra chuyện. Sắc mặt ba cơ nghiêm nghị, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì, đợi Monica nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn đỗ địch an, nói, người cảm thấy thế nào trong lòng đỗ địch an hơi động liếc mắt nhìn lúc thấy vẻ lạnh lùng trong mắt ba cơ hắn bỗng nhiên hiểu được quan hệ của vị vách tường chủ này cùng với holani và moni cũng không phải thân thiết như biểu hiện bên ngoài cũng không phải đồng nhất trận doanh tuy hắn không nói ra nhưng đỗ địch an có thể thấy hắn muốn từ bỏ holani hoặc tiếp tục chờ bước ra lá bài của holani monica thấy đỗ địch an cùng ba cơ đều không hé răng lập tức hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ sắc mặt hơi thay đổi cũng không nói thêm gì ngẩng đầu nhìn Holani bị nắm chặt trong vuốt của cực hàn băng long trên không trung, ánh mắt thâm trầm. Holani giống lên hai tiếng, thấy bên trong rừng rậm không có động tính gì, bao gồm thủ hạ của mình cũng không có phản ứng, trong lòng hắn vừa tức vừa giận, đồng thời có hơi đau lòng, cũng không đòi hỏi bọn đỗ địch an sẽ ra tay giúp đỡ rồi. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, gốc rễ gai nhọn bên trong cánh bỗng nhiên chảy ra một lượng niêm dịch màu đen, như mồ hôi đen. Niêm dịch lúc này cũng càng nhiều, nhơm nhớp trên vuốt rồng, như khối băng óng ánh bỗng nhiên bốc lên khói đen, sau một khắc, Holani đang gào thét từ từ thoát ra. Tránh khỏi vuốt rồng, hắn liền nhanh chóng phóng đi hướng rừng rậm. Đỗ Địch An thấy hắn thoát thân, ánh mắt ngưng lại, niêm dịch màu đen lúc trước tựa hồ là độc khí, lúc mới xuất hiện trong không khí liền có một mùi quái dị, đầu óc liền có chút mê muội, điều này khiến hắn hơi hoảng sợ, xem ra cái này có lẽ là một trong những lá bài của Holani, nhưng không ngờ độc tính lại khủng bố như vậy, chỉ nghe thấy mùi liền không khỏe, hơn nữa năng lực kháng độc của hắn không hề yếu, khai hoang giả nghe được mùi này hẳn là rất khó chịu. Giống, cực hàn băng long tựa hồ phẫn nộ, lòng bàn tay trồi ra lượng lớn hàn khí, đông lại chất lỏng nhâm nhấp, nó ướn hẹo thân thể, lần nữa đuổi theo Holani. Holani trực tiếp nhảy vào bên trong rừng rậm, theo sát phía sau cực hàn băng long, lúc lần đầu nó đến biên giới rừng rậm, bỗng nhiên một trận ánh lửa đạn bắn ra, trong nháy mắt như biển lửa bao phủ cực hàn băng long, chính là chiến sĩ đoàn săn bắn mai phục ở một bên rừng rậm. Cùng lúc đó, từng đạo mũi tên hỏa diễm phóng ra từ rừng rậm, hơn trăm mũi tên cùng lượt, ánh lửa cắt ngang không chung, bắn trên cánh cùng đầu của nó, phát ra tiếng len keng, hỏa tiễn như đánh vào trên kim loại, đàn hồi lại rơi xuống, có cái rơi vào lá cây trong rừng, nổi lên đại hỏa. Đỗ địch an, Monica cùng ba cơ trốn phía sau cây cũng lập tức triển khai hành động, hiện tại Holani đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ đến phiên bọn họ ra tay. Vèo, vèo, Monica cùng ba cơ lao ra trước, Monica tiến vào trạng thái ma thân, màu da trở nên trắng như tuyết, trên thân thể và cánh bay xuống bột phấn trắng như tuyết, lúc bột phấn vẫn đang rơi xuống, dưới khống chế của cánh nàng, dùng gió thổi đến trên thân cực hàn băng long, ba cơ vào tới trước mặt cực hàn băng long, rút ra xương kiếm chén trên vuốt rồng. Xương kiếm lưu lại một đạo ngân đơn giản trên vuốt rồng, lực lượng phản xung va chạm trở về, con người hắn thu nhỏ lại, thời khắc này mới nhận thức rõ cực hàn băng long này còn kinh khủng hơn dự đoán của hắn. Giống Cực hàn băng long gào thét phung vẩy vuốt rồng vỗ tới ba cơ, ba cơ nhanh tránh né. Lúc sự chú ý của cực hàn băng long bị kiềm chế, Đỗ Địch An chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cực hàn băng long, nhanh chóng tiến vào trạng thái ma thân, lưỡi dao sắc toàn thân dựng thẳng lên, chém tới một bên eo của cực hàn băng long. Cực hàn băng long đang muốn công kích ba cơ đột nhiên thu tay lại, cánh đánh, bay lên, đồng thời phát ra tiếng gào rõ to, nó cúi đầu nhìn Đỗ Địch An, giữa long nhãn màu lam sậm đầy cấu kỉnh há mồm phun ra một lượng lớn hàn khí. Đỗ địch an ngẩn ra, không ngờ lại bị nó tránh thoát, hơn nữa cảm giác tâm tình của con cực hàn băng long này bỗng nhiên kịch liệt hơn, như thể bị làm cho tức giận, hắn không dám nghênh tiếp làn xương màu trắng bực bội này, cấp tốc bay xuống. Đáng chết, ba cơ thấy đỗ địch an đánh lén thất bại, sắc mặt khó coi, nói với Monica một bên. Chiêu kia của ngươi như vô tác dụng, gọi Holani đến, ba người chúng ta kiềm chế nó, để đỗ địch an công kích kế hoạch lúc trước của mấy người chính là đỗ địch an công kích bọn họ kiềm chế dù sao năng lực công kích mà đỗ địch an thể hiện ra mạnh hơn so với bọn họ năng lực monica thiên về nhận biết tuy công kích cũng không yếu thủ đoạn cũng hơi kỳ lạ nhưng đánh chính diện vẫn kém quá xa dù cực hàn băng long bất động mặc nàng công kích thì cũng khó tổn thương được mạch máu của nó monica hít một hơi thật sâu nàng biết mình nên móc ra lá bài rồi bằng không trong trận chiến này nàng không phát huy được tác dụng gì lúc nàng chuẩn bị ra tay lại cực hàn băng long gầm vang lên, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người bắn vù, sau một khắc, nó nhanh chóng đáp xuống đuổi theo Đỗ Địch An. Đỗ Địch An biến sắc, nhanh nhảy qua hướng bọn ba cơ. Ba cơ nhanh chóng bay lên, phung xương kiếm chém về vuốt rồng, nhưng cực hàn băng long xem ra cáu hơn trước rất nhiều, vuốt rồng vang lên, dùng tốc độ nhanh như chớp vỗ ba cơ xuống mặt đất, nện ra một hố sâu. Hơn nữa nó cũng không thèm nhìn hắn một cái, tiếp tục đuổi theo Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy tình huống sau lưng, có hơi choáng váng, hắn cảm thấy con cực hàn băng long này tựa hồ nhìn chằm chằm mình rồi. "Lão tử còn không muốn đụng đến ngươi đây, ngươi lại thù dai như thế." Trong lòng hắn không nhịn được tức giận mắng, chân không ngừng phóng đi, chạy đến hướng Holani đang nghỉ ngơi trong rừng rậm. Holani thấy Đỗ Địch An vào tới, mặt tối sầm lại, hắn còn muốn nghỉ ngơi nhiều một chút, thuận tiện cũng dồn ép mấy người Đỗ Địch An lật tẩy, lúc trước hành động dụ dỗ vượt khỏi dự đoán của hắn, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi dẫn dụ nó đến bên rừng rậm rơi vào mai phục, kết quả suýt nữa khiến mình ngã xuống, con này còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn, tuyệt đối không phải ma vật cấp 372 như trên sách. Giúp kiềm nó lại, Đỗ Địch An nhìn thấy Holani, vội hét lớn, khóe miệng Holani co giật, nhưng vẫn đứng dậy đón sau lưng Đỗ Địch An. Giống, cực hàn băng long nhìn thấy Holani vào tới trước mặt, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, nhưng không chịu dừng lại, cáu kỉnh phát ra tiếng gầm. Lá cây bị chấn động đến mức rung chuyển, cực hàn băng long há mồm phun ra hàn khí trắng tuyết. Holani đứng mũi chịu xào biến sắc mặt, cấp tốc lắc mình tránh thoát. Hàn khí đảo qua, những thứ bị chạm vào đều hóa thành tượng băng. chương 1052, vẫn diệt, đỗ địch an cảm giác nhiệt độ trong không khí nhất thời hạ thấp xuống, rõ ràng đầu hạ nóng bức nhưng có cảm giác ba thước đóng băng, tay phải hắn trên hàn khí tựa hồ dục dịch, lưu động ra một tia hàn khí theo huyết dịch tụ hợp vào trong cơ thể, khiến hắn lạnh đến mức giật mình một cái cực hàn băng long đuổi holani đi lại tiếp tục đuổi theo đỗ địch an đỗ địch an bực bội quay đầu liền chạy holani trốn bên cạnh thấy cực hàn băng long không đuổi theo hắn trong lòng thở phào đồng thời nghi hoặc nhìn cực hàn băng long truy đuổi đỗ địch an lúc trước hắn tựa hồ cũng không để sót cái gì theo lý thuyết đỗ địch an đều không thương tổn đến con rồng già này vậy tại sao nó liền không tha cho đỗ địch an lúc này monica cùng ba cơ chạy ới thấy holani đợi trên cây không nhúc nhích sắc mặt ba cơ tức giận nói Ngươi không ra tay như vậy, da của con rồng này qua dày, chỉ hắn mới có thể thương tổn được, nếu hắn xảy ra vấn đề rồi, lần hành động này cũng thất bại. Holani phục hồi tinh thần, liếc mắt nhìn hắn, cao mày nói: "Không phải ta không ra tay, là ra tay cũng không ngăn được, nó quyết tâm muốn giết hắn, không biết hắn đã làm gì chọc tức nó, ta cảm thấy kế hoạch của chúng ta tạm thời biến động một thoáng rồi, nếu con rồng già này muốn liều mạng giết hắn, chúng ta liền để hắn dụ dỗ, chúng ta đi công kích là được." Ta không tin với sức mạnh của ba người chúng ta mà không đả thương được nó, nếu vậy, vẫn là nên rút lui." Ba Cơ hơi run, thấy Cực Hàn Băng Long đuổi theo Đỗ Địch An, ánh mắt hơi chấp lên, quyết định nhanh chóng nói. "Được, cứ làm vậy đi, đi thôi, không vội, để hắn vậy một chốc hẳn là không có việc gì." Holani bỗng nhiên nói, Ba Cơ liếc mắt nhìn, "Ngươi có ý gì? Các ngươi không nhìn thấy sao, hắn không chế hành thi kia không muốn nó hành động, rõ ràng tên này còn lưu lại dư lực." nếu không nguy cấp vạn lần thì chưa cần chúng ta giúp đỡ, ta muốn nhìn một chút xem hắn còn cất giấu món đồ gì, đây là cơ hội tốt. Holani liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Ba cơ hiểu được, lặng lẽ hạ xuống, ta thấy chúng ta vẫn là nên đuổi theo, người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng không phải dễ chọc, nhớ như dồn ép hắn cuốn lên, như hắn nói, trực tiếp bỏ đi, chúng ta tổn thất cũng quá lớn. Monica thấy hai người tựa hồ chuẩn bị chờ đợi, lập tức lên tiếng. Ba cơ dùng mình, nói, cũng đúng, tiểu tử này nói không chừng lại làm thật, chúng ta mau đuổi theo. Holani khẽ cao mày, muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống, hắn cũng đoán không ra tính cách của Đỗ Địch An, ngộ nhớ thật sự rút lui, bọn hắn lưu lại cũng bị lúng túng, lúc đó bọn hắn tiến cũng không được, giết cũng không xong, nếu muốn triệt, lần này tập kết người liền coi như mất trắng, thậm chí trên đường trở về còn phải chết đi một nhóm. Ba người cấp tốc chạy tới, nhưng lúc này đã cách khá xa cực Hàn Băng Long và Đỗ Địch An, ba người toàn lực truy đuổi, nhưng khoảng cách không những không rút ngắn mà càng lúc càng xa, trong lòng ba người vô cùng kinh ngạc, lúc cực hàn băng long cách bọn họ xa 4 năm dặm, trong lòng ba người nhất thời chấn kinh rồi. Quá nhanh, cực hàn băng long thì bọn họ có thể hiểu được, nhưng cực hàn băng long đang truy đuổi đỗ địch an, hiện tại vẫn không quay đầu, thậm chí là dừng lại, nói rõ ra là không đuổi kịp. Điều này cũng có nghĩa tốc độ đỗ địch an nhanh hơn so với cực hàn băng long. Nhưng đỗ địch an lại không cảm giác được mình rất nhanh, giờ khác này hắn hận không thể có thêm mấy chân nữa hoặc nhiều đôi cánh hơn quá chậm hắn cảm giác đã dùng hết toàn lực nhưng cực hàn băng long vẫn theo sát lúc này chạy lại như dài trăm mét hắn có thể tăng vọt gia tốc trong thời gian ngắn nhưng không kéo dài được bao lâu chỉ hy vọng cực hàn băng long trước mắt có thể sớm tiêu hao hết thể lực nhưng lần thứ hai chờ đợi thất bại hắn cảm giác chân cùng cánh như quán duyên vùng dưới chân như mọc dễ kéo chân hắn khi cảm thấy quá nhiều lần thân thể sẽ biến hóa chậm như phát động một loại cơ chế tự mình bảo vệ nhưng hơn loại còn có một tầng cơ chế bảo vệ khác là sợ chết đỗ địch an không muốn chết vì vậy cho dù rất mệt hắn vẫn chạy nhanh như cũ hắn lần lượt cắn chặt răng không ngừng tăng tốc lại tăng lên hắn dùng dư ngang quét về phía sau âm ảnh to lớn thời khắc bao phủ trên đỉnh đầu hàn khí lạnh lẽo từ phía sau lưng bao phủ tới tựa hồ chậm một chút sẽ bị bão tuyết nhấn chìm hắn nhìn thấy ba người ba cơ truy đuổi theo sau cực hàn băng long nhưng bọn họ cách xa quá rồi xa tới nỗi hắn hận không thể quay đầu xông đến đánh bọn họ một trận tơi bời, hắn không nghĩ tới chuyện, đến nước này ba người lại kết phường chơi hắn, lúc trước ba người bọn hắn thương nghị trên cây, hắn liền chú ý đến rồi, bây giờ lại chậm rãi kéo theo ở sau, rõ ràng là muốn nhìn dáng vẻ hắn bị ép vào tuyệt cảnh. Đỗ địch an cắn chặt hàm răng, trong lòng bỗng nhiên có chú ý, tốc độ hắn từ từ hạ thấp, đồng thời chú ý đến cực hàn băng long phía sau, lúc hắn chậm tốc độ lại, khoảng cách với cực hàn băng long rút ngắn lại, nó há mồm phun một hàn khí lạnh. Đỗ địch an né tránh, quanh quẩn hướng về một bên khác. Cổ của cực hàn băng long rất dài, cổ vặn vẹo, không ngừng quét tới hàn khí, tất cả cây cối chỗ đi qua đều đông lại thành băng, bao gồm cả rắn độc quái trùng ẩn trong cũng hóa thành tượng băng. Đỗ địch an tiếp tục chạy vòng tròn, hắn phát hiện lúc cực hàn băng long là phụt ra hàn khí, thân thể sẽ dừng lại, tuy vẫn bay về phía trước nhưng tốc độ rất chậm, không biết có phải để tiện khống chế hàn khí mình phụt ra hàn khí quét ngang một vòng lại không đụng tới đỗ địch an cực hàn băng long nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên cúi người vào tới đỗ địch an đỗ địch an nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống rơi vào mặt đất trong rừng chuyển hướng chạy oanh 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 tiếng vang của một mảng cây cối gấy vỡ vang lên cánh cực hàn băng long mơn trớn đại thụ vượt qua hai chiến đao kim loại to lớn phát hủy hết mức cây cối nó vuốt vòi rồng từ trên trời giáng xuống đập xuống hướng đỗ địch an đỗ địch an biến sắc đột nhiên tăng tốc xông về phía trước 20, 30 mét, chỉ thấy mặt đất sau lưng chấn động, là âm thanh vuốt rồng đập trên mặt đất, hắn chuyển hướng phóng về phía mấy người Holani đang đuổi theo. Ba người Holani nhìn thấy hướng đỗ địch an chạy, liền biết ý định của hắn, trong lòng ba người thầm mắng nhưng vẫn nhắm mắt xông lên. Các người nhanh lên một chút, đỗ địch an giống to, đồng thời lần nữa nỗ lực. Giống, cực hàn băng long hạ xuống bên trong vùng rừng rậm, nhanh chân chạy ới, chấn động rừng rậm đến mức rung động ầm ầm. Ma vật vốn đang ẩn nấp ở các nơi trong rừng rậm đều chạy tứ tán, nơi này không có bộ óc hành thi, phàm là ma vật đều có thể cảm nhận được uy thế khủng bố của cực hàn băng long. Holani bay hơi nhanh so với ba cơ cùng Monica, nhìn Đỗ Dịch An chạy tới trước mặt, muốn mở miệng, nhưng Đỗ Địch An như không nhìn thấy hắn, trực tiếp chạy qua bên cạnh hắn, cũng không quay đầu lại hướng bên hồ. Holani tối sầm mặt, sau một khắc toàn bộ bóng người đều bao phủ trong bóng tối, cực hàn băng long nhìn thấy ba người Holani ngăn trước mặt, ngửa mặt lên trời rít gào, phải toàn thân bỗng nhiên nổi lên lượng lớn hàn khí. Ánh mắt ba cơ ngưng lại, rút kiếm che trước người. Trong hàn khí mơ hồ, đổ nhiên vô số đạo băng tiến bắn ra. Ba người biến sắc, nhanh chóng vùng vẩy binh khí chống đỡ, nhưng băng tiến kình đạo lúc này vô cùng lớn, liên tục chống đỡ, binh khí trong tay ba người bị băng tiễn va nát, có vết nứt. Đáng chết, không ngăn được, Holani cắn răng, dư quang quét tới, vừa nhìn liền tức chết, Đỗ Địch An đã chuồn mất bóng, căn bản không có ý định công kích cực hàn băng long ba cơ vung vẩy kiếm thành hình vòn tròn nhưng vẫn rơi mất vài đạo băng tiến vai bị đâm hắn trở tay rút ra miệng vết thương không thấy chút máu tươi nào sắc mặt hắn nghiêm nghị kêu lên trước tiên lui về bên hồ để đoàn săn bắn tiêu hao kiềm chế dựa vào ba người chúng ta thì quá vất vả holani ước gì hắn nói như vậy lập tức quay đầu chạy giống đang lúc này cực hàn băng long toàn thân bao phủ trong xương phát ra tiếng hét vèo một tiếng đột nhiên mấy chục băng nhọn sắc bén bắn ra trong nháy mắt đến trước mặt holani con người holani có rút lại thân thể nhanh chóng né tránh nhưng số lượng băng đâm ra quá nhiều tránh được bốn cái bị cái thứ năm đâm vào ngực cả người bị đâm đến bên trong vùng rừng rậm không được ba cơ thay đổi sắc mặt nhanh chóng lui về sau băng đâm chen chúc bay tới như thể không đủ khoảng cách ngừng lại trước mặt ba cơ sau một khắc băng sương mù chậm rãi lui tán bóng của cực hàn băng long lại lần nữa lộ ra chỉ vừa hiện thân, ba cơ cùng Monica liền ngây người, mặt cực kỳ xám xịt. Giờ khắc này dáng dấp của nó càng lớn, tuy thân thể vẫn ở hình dạng như trước, nhưng trên thân mọc đầy xúc tua hàn băng như rắn, mềm mại vùng ngúa lên như một bộ lông. Vèo, ba cơ hồi phục lại tinh thần, quay đầu liền chạy. Monica nghe được động kính, giật mình tỉnh lại, cũng nhanh chóng chạy theo ba cơ. Tiếng rồng gầm lần thứ hai từ sau truyền đến, ba cơ quay đầu nhìn, đã thấy Holani đóng trên mặt đất bị dơ lên, lồng ngực hắn lúc này hoàn toàn bị xuyên thủng cho dù hắn còn có năng lực gì nhưng thương thế như vậy đủ để tạo thành trọng thương khi băng đâm nhắc lên holani kịch liệt dẫy ruộng đột nhiên vung vẩy binh khí chặt đứt băng đâm sau một lúc nửa đoạn băng xuyên qua thân thể hắn cũng rơi rụng mười mấy đường băng đâm lần nữa kéo tới sen kẽ lẫn nhau đan sen vào nhau như biển nơi băng đâm sen vào nhau thân thể holani hoàn toàn bị đâm thủng không một tiếng động ba cơ cùng monica nhìn thấy màn này khó có thể tin được đồng thời có chút sợ hãi, chỉ dựa vào dùng băng liền giết chết Holani. Lần này bọn họ biết Holani không phải đang diễn, mà thật sự chết rồi, dù sau lần đầu bị xuyên thủng đã không có khả năng còn sống, mà Holani còn muốn ẩn đi một ít lá bài, nhưng đáng tiếc những lá bài này không kịp dùng. Hoặc là, dùng cũng không thể thay đổi được gì. chương 1053, bại như núi đổ. Đỗ Địch An chú ý tới tình hình ở phía sau, thấy Holani bị cực hàn băng lòng đánh chết, lạnh cả tim, chưa được bao lâu, bọn họ liền tổn hại một đội vực sâu, đến bây giờ, họ thậm chí còn không thể chính diện giao phong với nó. Chạy, Đỗ Địch An không còn ý nghĩ đánh giết cực hàn băng long để tìm cực băng trùng rồi, ý niệm này phải trả giá quá cao, không chỉ hắn phải chết, thậm chí Helisa cũng sẽ xảy ra chuyện, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Lúc Đỗ Địch An dồn hết lực chạy, bà cờ cùng Monica cũng tỉnh lại, nhìn cực băng hàn long đang vò tới cùng với gai băng nhọn không ngừng nhô ra từ mặt đất, hai người tuy miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn có một tia kinh hoàng, quá mạnh rồi, riêng một tay kia có thể ngưng đông thành băng hàn khí đã khiến bọn họ không thể tới gần, bây giờ lại có thể khống chế hàn khí hóa băng, tấn công từ xa, mấu chốt là tốc độ còn rất nhanh, mắt của bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng bắt được bóng của gai băng nhọn. Không bao lâu, Đỗ Địch An chạy đến bên hồ, nhìn đoàn săn bắn mai phục bên hồ, những người này có lẽ vẫn chưa biết Holani đã chết, nhưng trong đó có mấy người gây rối, có vẻ đã nhận biết được gì rồi. Đỗ địch an chiều Helisa đến bên người, xoay người nhìn ba cơ cùng Monica cực tốc chạy tới, cùng với hàn băng lưỡi dao không ngừng phóng tới và cực hàn băng long thân thể to lớn, hắn hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Mau tới đây, ở đây phản kích, ba cơ cùng Monica đang bận rộn né tránh lưỡi dao sắc lạnh bị cực hàn băng long khống chế, đột nhiên nghe được tiếng đỗ địch an, hai người không khỏi liếc mắt nhìn, suýt nữa bị lưỡi dao đâm phải. Đỗ địch an nhìn hai người chạy đến hướng này, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng, bàn chân dẫm một cái, tiến lên nghinh tiếp hai người, đồng thời hét lớn. Chuẩn bị phản kích, ba cơ cùng Monica có chút khiếp sợ, không biết đỗ địch an lấy đâu ra dũng khí phản kích, sức mạnh của con cực hàn băng long này lộ ra, hoàn toàn không phải cấp bậc vực sâu, ước định trên ma vật kế hoạch sách quá sai rồi, bọn họ có thể miễn cưỡng thoát thân đã là quá tốt rồi. Nhưng nhìn thấy đỗ địch an vào tới, hai người cũng không ngăn cản. Ba người sắp đến gần, thân thể ba cơ hơi chết, tựa hồ muốn xoay người, lúc đỗ địch an tới gần, Hắn đột nhiên trở tay đâm ra một chiêu kiếm, lại đâm về hướng Đỗ Địch An chạy tới. "Tiểu tử thúi, đừng trách ta." Trong lòng ba cơ lạnh lẽo, nhưng một tiếng vang giòn cắt ngang tâm tư hắn, trong mắt hắn có một tia kinh ngạc, chỉ thấy xương kiếm trong tay bị lưỡi dao của Đỗ Địch An chặn lại. "Cái này?" Ba cơ cảm thấy khó mà tin nổi, chiêu kiếm này nhanh và đột ngột, sao có thể phòng bị được? Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, trong lòng có chút vui mừng cũng có chút phẫn nộ, đồng thời còn có chút sợ. Trong lòng đỗ địch an cũng giống như ba cơ, hắn không ngờ đánh lén của mình lại bị ngăn lại, sau khi ngạc nhiên, hắn liền hiểu được, sau đó lưỡi dao sắc toàn thân mở ra như con nhím, toàn bộ bắn mạnh ra. Ba cơ kinh nộ, xương kiếm xoay chuyển, muốn chống đỡ, nhưng keng keng mấy tiếng, xương kiếm của hắn bị chém đứt, xương kiếm này là vật chất cứng rắn nhất mà hắn ma hóa hiển hiện ra, lại bị chém đứt như thế. Kiếm đã đứt, hắn không thể chống đỡ công kích lưỡi dao sắc khác của đỗ địch an, thân thể trong nháy mắt bị đâm xuyên mười mấy lỗ thủng Cánh tay cũng bị chém đứt, tất cả những thứ này đều xảy ra trong chớp mắt, Monica bên cạnh nhìn thấy, nàng thậm chí cũng nghĩ đến đánh lén, chỉ là chưa kịp ra tay. Khi nhìn thấy ba cơ bị đánh bại thương nặng trong nháy mắt, trong lòng nàng chấn động tột đỉnh, tuy này biết Đỗ Địch An rất giỏi công kích, lưỡi dao sắc toàn thân cực kỳ sắc bén, nhưng không ngờ ba cơ xưa nay thần bí, lại bị đánh bại trực diện, biết rằng lúc này không cho phép trì hoãn, cực Hàn Băng Long truy kích ở sau, cho dù ba cơ còn có lá bài gì nữa, bại thế lúc này đều là chín mạng. Sau khi đố địch an ra tay công kích, đá một cước vào lồng ngực ba cơ, mượn lực để bay lại phía sau, giờ khắc này cũng không kịp tiếp tục công kích Monica bên cạnh, nếu trước đó đánh lén ba cơ thuận lợi thì còn có cơ hội ra tay. Hiện tại Monica đã phòng bị hắn rồi, tiếp tục đấu nữa chỉ khiến tất cả bọn họ đều trở thành món ăn của cực hàn băng long. Lúc hắn lui về, khống chế Helisa cùng xoay người cực tốc phút về hướng bên hồ. Thân thể ba cơ bay ngược về phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, thương thế trên người nhanh chóng khép lại, đây là năng lực hạt nhân của hắn, mà lá bài to lớn nhất của hắn chính là thân thể bất tử. Thân thể bất tử cũng không phải là thật sự không chết. Nếu là đối phó với loại vật lý phá hoại mạnh mẽ như đỗ địch an, ba cơ không e ngại, bất luận thân thể bị phá hoại thế nào, hắn đều có thể khép lại, bao gồm cả xương sọ bị xuyên thủng, trái tim bị xuyên thủng, hắn đều có thể sống lại, đồng thời khỏi hẳn, bởi vì ma ngân của hắn vốn vượt ra khỏi phạm vi sinh mệnh nhân loại, não cũng không phải trung tâm thân thể hắn, trái tim cũng vậy, ngược lại xương cốt toàn thân mới là hạt nhân của hắn chiến đấu với vực sâu khác chỉ cần không phải là vực sâu có năng lực ăn mòn hắn cơ bản đều không để ý năng lực bảo mệnh trong vực sâu có thể nói là hàng đầu nhưng cho dù hắn có thể chữa thương được bao nhiêu lần thì dưới công kích hàn khí của cực hàn băng long đều sẽ mất đi ý nghĩa băng và hỏa là hai thái cực hỏa vạn vật khắc tinh băng cũng vậy hắn khống chế cánh bằng xương liều mạng giữ vững thân thể nhưng hàn khí truyền đến từ sau lưng khiến hắn cảm giác thân thể đang chậm rãi cứng ngắc thậm chí tư duy cũng chậm rãi cứng lại trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ cái chết khủng bố thời khắc này hắn bỗng nhiên trở nên không khác gì với người bình thường trước cái chết tựa hồ ai cũng đều không ngoại lệ hàn khí nồng nặc lan tán đến trên người ba cơ nhanh chóng kết băng cánh bằng xương của hắn không thể vỗ được thân thể từ từ rơi ngã xuống đất chân vỡ vụn thành mấy khối băng Monica đang dùng hết tốc lực chạy đến bên hồ nhìn thấy thảm trạng của ba cơ, trong lòng vừa sợ vừa thương xót, không ngờ một hồi mưu tính săn bắn, cuối cùng đối tượng bị săn bắn lại là chính mình. Monica nhanh chóng bay đến bên hồ, nhưng cực hàn băng long cũng theo sát tới, đoàn săn bắn mai phục bên hồ lập tức lao ra từ trong đất bùn và dưới rừng rậm lá cây, vượt qua một đám dập lửa, nhằm phía cực hàn băng long. Đám người bọn họ vĩ đại không sợ, triển lộ ma thân thiên kỳ bách quái, tư thái dư tợt, Nhìn qua tràn ngập sức mạnh hoặc hình thái quỷ dị, tựa hồ có năng lực thần kỳ, nhưng trong chớp mắt tới gần cực hàn băng long, hàn khí từ nó lan tràn ra như một cơn lốc nhỏ khuếch tán, sau đó tất cả mọi người tựa như lá rụng dưới gió thu, phiêu linh điêu tàn, liên tiếp vùng té xuống đất, hóa thành từng cái tượng băng, vẻ mặt trông rất sống động, có người há mồm la hét, có người tỏ vẻ sợ hãi, có người biểu hiện kinh ngạc. Cũng có người một mặt tuyệt vọng, vuốt rồng của cực hàn băng long bước qua, người đông thành tượng đá bị đạp lộn xộn, băng thiết tung tóe cực hàn băng long tiếp tục đuổi theo hướng trước mặt. chương 1054, truy sát, nhìn thấy chiến sĩ đoàn săn bắn không đỡ nổi một đoàn liên tục ngã xuống, sắc mặt Monica khó coi, vốn dĩ đang trông đợi chiến thuật biển người để mất đi sức lực, tuy nàng biết thứ gặp phải là ma vật khủng bố chân chính, chiến thuật biển người có khi không hề có tác dụng, nhưng chiến sĩ đoàn săn bắn cũng không phải lính bình thường, thể chất thấp nhất đều là cấp vạn người chém, bên trong còn có chúa tể chỉ huy đội, dù mấy vị vực sâu như bọn họ bị nhiều người như vậy vây quanh cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng cực hàn băng long mạnh hơn dự đoán của nàng, hơn nữa năng lực khắc chế được chiến thuật biển người, Holani lại chết, ba cơ bị đông cứng thành tượng băng, chỉ còn lại nàng cùng Đỗ Địch An và Thi Vương do Đỗ Địch An khống chế. Chuyện đến nước này, đương nhiên nàng sẽ không tiếp tục tìm Đỗ Địch An hợp tác, lúc trước Đỗ Địch An mạo hiểm phản công, đánh lén khiến ba cơ rơi vào tuyệt cảnh, nàng cảm thấy nếu không có ba cơ duy trì tâm tư như cũ, đợi đỗ địch an đánh lén một đòn vậy đối tượng tiếp theo sẽ là nàng mà đỗ địch an sẽ mượn cơ hội diệt trừ bọn họ nguyên nhân rất rõ ràng chính là quyền lực to lớn trong vách vách tường chủ vừa chết nàng cùng holani cũng chết trong vách sẽ không ai có thể ngang hàng cùng đỗ địch an đợi đến khi thần quốc biết được tin ba cơ qua đời không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi nghĩ tới những thứ này suy nghĩ đầu tiên chính là chạy về trong vách nàng đã không còn hy vọng xa vời đối với cực băng trùng chỉ hy vọng có thể một bước trở lại trong vách, ổn định tình huống, kết hợp thần điện đối kháng với Đỗ Địch An. Nghĩ tới những thứ này, bóng người của nàng bay qua phía sau mặt hồ, nhìn thấy bóng lưng Đỗ Địch An cùng Helisa ở xa xa, ánh mắt chấp lên, bỗng nhiên chuyển hướng bay đi. Khi Monica bay về một hướng khác, cực hàn băng long vọt ra từ trong vòng vây của chiến sĩ đoàn săn bắn, để lại mặt đất đầy thi thể phía sau, nó phẫn nộ gầm thét bay lên, cánh to lớn hóa thành âm ảnh giống như xẹt qua mặt hồ, nó không đuổi theo Monica gần nó hơn, mà đuổi theo vị trí của đỗ địch an đã chạy đến không thấy bóng. Ở sau cực hàn băng long, chiến sĩ đoàn săn bắn còn lại cầm binh khí, ngốc tại chỗ, không dám tùy đuổi, xung quanh bọn họ thi thể ngổn ngang, đều là đồng bọn lúc trước, trong nháy mắt liền sinh tử cách xa. Chiến sĩ đoàn săn bắn phản ứng tuy chậm, nhưng đến giờ phút này rồi ai còn không biết, cái gọi là vây quét, hoàn toàn là cho cười, từ khi mới bắt đầu liền bị cực hàn băng long truy sát mấy vị vực sâu mà bọn họ kỳ vọng đều chỉ lo thoát thân khi bóng monica cũng biến mất hoàn toàn trong vùng rừng rậm tất cả mọi người đều biết bọn họ đã bị vứt bỏ sắc mặt mọi người bi thảm có người phẫn hận có người tuyệt vọng có người lệ rơi đầy mặt có người quỳ xuống đất cầu xin ở ma hố sâu xa này bọn họ không có vực sâu che chở đợi ở chỗ này là chết trở về cũng là chết đỗ địch an cùng helisa nhanh chóng đi tới vùng rừng rậm bên trong băng tuyết ven đường gặp phải không ít ma vật thể chất hàn băng những ma vật này trên người không tỏa ra nguồn nhiệt hòa làm một thể với rừng rậm đợi đỗ địch an đến gần có ma vật vì thời đánh lén nhưng vẫn chưa đụng đến đỗ địch an liền bị lưỡi dao trên người hắn đâm thùng hoặc trực tiếp chém thành hai khúc tiếng rồng gầm ở phía sau bỗng nhiên vang lên nhanh chóng tiến tới gần đỗ địch an hơi thay đổi sắc mặt dùng sừng trên đỉnh đầu nhìn về phía sau nhất thời nhìn thấy thân thể to lớn của cực hàn băng long bay lượn giữa không trung rừng rậm ven đường đều bị kình phong ép tới uốn lượn trong tiếng gầm chen lẫn phẫn nộ cùng sát khí, Đỗ Địch An có thể cảm nhận được rõ ràng con rồng già này có sát niệm với mình. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai truy đuổi, Đỗ Địch An vẫn chưa cảm nhận được, nhưng hiện tại con cực hàn băng long này vẫn truy sát hắn không tha, hoàn toàn không để ý tới những người khác, tựa hồ hắn có thâm hận với nó, hắn cơ bản đã đoán được thứ hấp dẫn nó của mình. Ngoại trừ ma ngân khác với ba người Holaniza, cũng chỉ còn một điểm có sự khác biệt, đó chính là trong cơ thể hắn có sức mạnh hoang thần huyết nhục. Tuy hắn không trưởng khống lực lượng này, nhưng màu vàng nhạt trên thân lưỡi dao sắc đủ để chứng minh sức mạnh hoang thần đã thẩm thấu đến cơ thể hắn. Trước đây ở Sylvia hắn liền biết, hoang thần tỏa chấn vách tường rất lớn, là nhân vật có lực chấn nhiếp khủng bố đối với vực sâu. Tương tự, huyết nhục hoang thần cũng sẽ thu hút mạnh mẽ một số ma vật. Loại ma vật này không biết được khủng bố của huyết nhục hoang thân, ngược lại sẽ bị nó hấp dẫn. Con cực hàn băng long này có thể là bị mùi huyết nhục hoang thần trên thân thể hắn hấp dẫn. Tuy biết rõ điểm này nhưng tâm tình Đỗ Địch An cũng buồn bực, càng vô lực, hắn không cách nào che giấu và loại bỏ huyết nhục hoang thần trong cơ thể. Chuyện này có nghĩa là hắn sẽ một mạch bị cực hàn băng long truy sát, mãi đến khi nó không muốn đuổi nữa mới thôi. Nhưng đuổi đến khi nào mới là điểm mấu chốt của nó. Đỗ Địch An liều mạng chạy ra hướng bên ngoài rừng rậm, hắn chỉ hy vọng sau khi đuổi theo vùng rừng rậm này, nó sẽ ngừng. Tiếng rồng gầm càng lúc càng gần, tựa như vang trên đỉnh đầu Đỗ Địch An, âm thanh chấn khắp nơi, những ma vật nghỉ ngơi ở gần rừng rậm đều chạy trối chết, khiến Đỗ Địch An phiền không ít. Đỗ Địch An chạy chạy, liền cảm giác tia sáng trên đỉnh đầu tối lại, nhìn lên trên đã thấy cực hàn băng long đuổi tới hướng hắn, hắn đổi sắc mặt, lao nhanh, nhưng hắn đã dùng hết khí lực lớn nhất chạy trốn, vẫn không cách nào rút ngắn khoảng cách, sau khi trên người nó mọc ra cánh băng, tốc độ càng nhanh hơn lúc trước. Giống, tiếng rồng gầm vang lên, cực hàn băng long há mồm phụt ra một mảnh hàn khí. Con người Đỗ Địch An co rút lại, Phạm vi của hàn khí này quánh rộng rồi. Hắn phanh nhanh lại, nhưng vẫn không kịp né rồi. Hàn khí này có thể đông cứng ba cơ, đương nhiên cũng có thể đông hắn, một khi bị đóng băng thì xong đời. Helisa, đỗ địch an hơi cắn răng, nhanh chóng lay động lục lạc. Em thanh lục lạc ngắn ngủi vang lên, Helisa trước sau im lặng sau lưng đỗ địch an đột nhiên nổi lên một tia khát máu trong con ngươi, lụa mỏng trên gương mặt không gió mà bay, thân thể nàng nhanh chóng biến hóa, xương cốt toàn thân vang lên kèn kẹt trong nháy mắt liền biến thành một quái vật hình dạng long nhân, toàn thân bao trùm vảy đỏ đậm như lửa, xương sống sau lưng hơi nhô ra gai nhọn màu trắng, gương mặt xinh đẹp bao trùm vảy rồng cùng hoa văn. Nàng ngẩng đầu nhìn hàn khí đang tràn xuống trên bầu trời, chỉ thấy đại thụ bị hàn khí chạm phải, nhất thời vang lên tiếng kèn kẹt, đông đến cứng đờ, long rực vỗ gió to, có ngọn cây bị thổi đến gãy. Giống, Helisa ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, âm thanh khàn khàn, giống nhau mấy phần với tiếng rít gào cửa cực hàn băng long hồng mang nồng nặc hiện lên từ ngực đến phần gáy, tựa hồ ẩn chứa một đám lửa, khi nàng há mồm, trong miệng phụt lên một trận dung nham đánh về phía hàn khí, trong phút chốc hàn khí hiện ra một lỗ thùng, hỏa diễm cũng nhanh chóng bị yên diệt. Đỗ địch an nhanh chóng tranh thủ cơ hội, lập tức khống chế Helisa cùng lao ra khỏi hàn khí từ lỗ thùng. chương 1055, hợp kích Hợp kích, mới vừa lao ra từ trong lỗ thủng hàn khí thì đã thấy cái miệng to như chậu máu của cực hàn băng long nhào tới, đồng tử của Đỗ Địch An rụt lại, đôi cánh trên lưng đột nhiên vặn vẹo, lấy sức mạnh cực lớn cưỡng chế thay đổi quỹ đạo, khó khăn lắm mới xẹt qua và tránh được được miệng rồng. Trong khi đang trốn tránh, thân lưỡi dao trên người Đỗ Địch An giống như mấy chục thanh nhuyễn kiếm màu đen, hung mãnh đâm về phía cổ rồng. Tiếng cắt sách xoẹt xoẹt vang lên, thân lưỡi dao đánh đầu thắng đó chém vào cổ rồng không tới nửa mét thì giảm thế lại, bị cản lại giống như đao kiếm bình thường chém phải đá vụn trong đất bùn, chỉ đâm vào được hơn nửa mét sau đó không cách nào đâm vào sâu thêm được nữa, chỉ có thể nương động tác trao lượn của cực hàn băng long thuận thế vạch ra bên cạnh mười miệng vết thương. Rào, cực hàn băng long phát ra tiếng gầm thét giận dữ, nó vô cánh đập về phía Đỗ Địch An, đồng thời vặn vẹo cơ thể khổng lồ của nó, lại lần nữa quay lại đánh úp về phía Đỗ Địch An. Chuyện đã tới nước này, Đỗ Địch An cũng bất chấp việc để Helisa giữ lại lực lượng, nếu không hai người bọn họ sẽ đều phải chết ở chỗ này. Hắn phóng thích sự khống chế đối với Helisa, mặc kệ để nàng ta rơi vào trạng thái chiến đấu khát máu, Rào, một tiếng giống giận không thua gì cực hàn băng long được phát ra từ trong miệng của Helisa, móng tay sắc nhọn và vảy cả người nàng bỗng dài thêm mấy tấc, thể tích có vẻ lại lớn hơn một chút, đồng thời dưới lớp vảy ở lồng ngực và cổ có ánh lửa xí diễm le lói, ánh lửa kia càng ngày càng rõ ràng, dường như lớp vảy ấy đã không áp chế được nó nữa, ngay sau đó cả người nàng bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, cuối cùng biến thành nữ long nhân rực lửa. Trong trạng thái ấy, nàng đánh về phía mười miệng vết thương do đỗ địch ăn cắt ra trên cổ rồng kia, móng vuốt sắc nhọn trong nháy mắt giữ chặt cổ rồng. nàng há mồm ra, giờ phút này hàm răng vốn trăng tinh lại trở nên sắc nhọn vô cùng, vì thế nên khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên rất dữ tợn, thậm chí có thể nói là xấu xí. lúc nàng há miệng ra, nơi sâu trong cổ họng dường như có ánh lửa dâng trào. ngay sau đó nàng cắn mạnh vào vết thương trên cổ rồng. có vẻ như cực hàn băng long cảm nhận được sự khủng bố và uy hiếp, tiếng kêu của nó càng rồn rập và tức giận hơn, nhưng thể tích của nó quá lớn, không thể né được helisa đã bắt được cổ nó đầu cũng chẳng thể vặn lại cắn trả Helisa, cho tới tận lúc Helisa cắn vào cổ nó. Ngọn lửa nóng bỏng tràn ra từ khe miệng của Helisa, ánh lửa lan ra theo chỗ Helisa cắn, nó giống như nham thạch nóng chảy, lại giống như máu tươi, đổ dồn vào trong cổ của cực hàn băng long một cách hung tàn, làm cho cái cổ trong trạng thái hàn băng bị nhiễm đỏ một mảng, ngọn lửa này càng ngày khuếch tán xa hơn, rồi đột nhiên nổ tung. Bùm một tiếng, vụ nổ đẩy Helisa ra, cả đỗ địch an cũng bị hất bay theo. Trong lúc bay ngược về, Đỗ Địch An cố ổn định thân thể để tránh đụng phải hàn khí đang tràn ngập bốn phía. Nhưng giờ phút này trong mắt của hắn chứa đầy sự bi thương, thậm chí còn có chút sự đau khổ xen lẫn trong đó. Hắn không muốn cho Helisa tham chiến, chính là vì không muốn nhìn thấy biểu cảm điên cuồng khát máu ấy xuất hiện trên khuôn mặt thuần khiết hoàn mỹ giống như thiên sứ kia, nhưng hiện thực cứ luôn ép hắn phải sống lay lắt, cầu sinh đầy hèn mọn. Sau khi Helisa bị đánh bay thì ngã vào trong hàn khí, nhưng cơ thể của nàng chẳng những không bị đông lại, ngược lại còn đánh tan hàn khí tạo ra một lối đi. Đợi tới khi rơi xuống mặt đất, nàng đã làm giảm lực tác động xuống mức tối thiểu. Trong lúc chờ mình rơi xuống, mũi chân nàng nhún một cái, lại vọt lên lần nữa giống như mũi tên rời cung, đánh về phía cực hàn băng long. Cái cổ của cực hàn băng long phun ra rất nhiều hàn khí, nó vung đầu, nhìn Helisa lại đang bay tới kia, gầm thét phun ra một loạt nhũ băng, bắn về phía Helisa như mưa rơi. Helisa vung móng rồng tuy đánh ra một bộ thuật đón đỡ cực kỳ phức tạp mà lại sở hữu trí như đối kháng cực cao nhưng vẫn không thể né được hết tất cả nhũ băng người nàng bị đâm chúng liên tiếp lực của nhũ băng này khá là mạnh phá vỡ long lân cứng rắn ở ngoài cơ thể nàng nhưng chúng nó còn chưa kịp đâm vào sâu hơn thì đã bị ngọn lửa ngoài cơ thể nàng hóa tan sau đó dần bốc hơi giống như hơi nước nhìn qua người nàng toàn dục hỏa rồi lại bị bao phủ ở trong lớp hơi nước nàng vẫn xông lên đánh mà không hề sợ hãi đỗ địch an luôn chú ý tới sự an nguy của helisa thấy nàng bị thương, tim hắn như nhắc tới cổ học, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện ra rằng biểu hiện của nàng thật sự có hơi kỳ quái, so với hoàn toàn chiến đấu bằng bản năng trước kia thì bây giờ nàng lại sử dụng tới tài nghệ, dù là công kích nhắm vào vết thương mình cứ ra lúc ban đầu, hay là chọn tấn công bằng lửa thì đều có mục đích rõ ràng, chẳng nhẽ nàng cũng biết, tấn công bằng lửa có thể làm tăng sát thương lên người cực hàn băng long. Nếu như là vậy, chẳng phải có nghĩa là nàng có trí tuệ. Đây là trí nhớ trước kia khôi phục, hay là tiến hóa ra trí tuệ chương 1056, hợp kích 2. Hợp kích 2, sắc mặt đỗ địch an thay đổi không ngừng, tuy hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận Helisa là thi vương, nhưng sự thật cũng sẽ không vì thế mà thay đổi, hắn muốn chữa khỏi cho Helisa cũng phải nhìn thẳng vào sự thật này, nếu là sự thật thì hắn phải cân nhắc về sự biến hóa của thi vương, thi vương bình thường cuối cùng cũng sẽ tiến hóa ra trí lực, cũng không ai biết được đó là ký ức quá khứ khôi phục lại, hay là khiến cho giống loài hoàn toàn mới là thi thể này có sự biến đổi trí lực từ ngây thơ tới trưởng thành khi hắn bị sự thay đổi của helisa hấp dẫn helisa và cực hàn băng long lại lao vào đánh nhau helisa cả người toàn lửa giống như một con rồng nhỏ mới sinh gầm lên giận dữ đánh với cực hàn băng long tới khó phân thắng bại tựa như một dũng sĩ si tân sinh đi khiêu chiến một vương giả lâu đời cực hàn băng long giống giận liên tục trong thời gian ngắn lại không làm gì được helisa ngược lại còn bị Helisa cứ thêm vài vết thương không thể khép lại được ở trên người. Đỗ địch an tỉnh táo lại rất nhanh, lập tức cũng gia nhập chiến đoàn. Nhân lúc Helisa đang trực diện kiềm chế cực hàn băng long, hắn lặng lẽ bay đi từ mặt bên, phòng tới phần khấu đuôi của cực hàn băng long, toàn bộ thể lưỡi dao xoay chuyển như cánh quả tạo ra tiếng ma sát sắc bén, chợt chém xuống. Mấy thể lưỡi dao chồng lên nhau, chém vào cùng một chỗ, trong nháy mắt chém tới chỗ khấu đuôi của cực hàn băng long tạo thành một vết thương rất lớn, gần như chặt đứt cái đuôi từ chỗ khấu đuôi. Cực hàn băng long đã chú ý tới đỗ địch an từ lâu, nhưng nó không thèm xem hắn làm gì, cho tới khi phần khấu đuôi bị thương nặng, nó mới chợt xoay người, há mồm phun ra một đống gai băng bắn về phía đỗ địch an. Toàn bộ lưỡi dao trên người đỗ địch an bay lượn giống như có vô số đao kiếm ngăn trở, hoặc là cản lại, hoặc bổ ra, hoặc đánh bay những gai băng đó, nhưng lực trùng kích của gai băng rất mạnh, mỗi một gai băng đều giống như nắm đấm của tay quyền anh nện mạnh ở trên người hắn thể lưới dao của hắn chống đỡ rất chật vật, người bị hai cái gai băng đánh trúng và đâm vào trong cơ thể, trong nháy mắt hàn khí lan ra, hầu như muốn đông cứng cơ thể của hắn. Đỗ địch An không dám đón chiêu nữa, nghiêng người né ra. Lúc này, Helisa nhắm trúng cơ hội đánh trực diện về phía bụng của cực hàn băng long, móng rồng cắm vào cái bụng to trắng như tuyết của nó, móng rồng cháy hừng hực móc vào trong rất nhanh, nàng há miệng ra cắn xé, lưới dao trên lưng dựng thẳng lên, trên đôi cánh thịt mọc ra long lân tất cả đều dựng thẳng lên giống như đầu cánh, làm cho đầu cánh trong nháy mắt trở nên sắc bén giống như đao nhọn, nó mang theo ngọn lửa đâm về phía bụng của cực hàn băng long. Cực hàn băng long đau tới mức ngửa mặt lên trời để gầm thét, móng rồng vung tới trên người Helisa. Vèo một cái, Helisa đụng vào mặt đất giống như thiên thạch, đập đổ hẳn một vùng cây cối. Đỗ địch an thấy vậy đỏ hốc mắt, gào lên sông về phía cực hàn băng long, từng lưỡi dao trên cả người đều dựng lên, chém niên cuồng vào khúc đuôi và xương cột sống phần đuôi của nó, trong chớp mắt chém xuống từng nhát chém ra mấy trăm miệng vết thương chẳng chịt. Cái đuôi rồng vốn bị chặt đứt một nửa ngay lập tức bị chém đứt, rơi xuống từ giữa không trung, âm thanh vang dội truyền tới từ trên mặt đất. Cực Hàn Băng Long đau đớn rít lên, nỗi đau bị chặt đuôi khiến nó phát điên, lúc Đỗ Địch An tiếp tục chém vào lưng nó, từ gốc đuôi bị đứt đột nhiên bắn ra một mảnh lưỡi dao hàn băng, mạnh mẽ xông ra, phập phập mấy tiếng đâm xuyên qua cơ thể từ xương sườn của Đỗ Địch An. Khoảnh khắc này, điểm yếu của kẻ tách rời mới bộc lộ ra hết, sức phòng thủ kém xa Helisa một kẻ ma long cường đại, Đỗ Địch An đang căm phấn bị đau đớn và lạnh lẽo kích thích, lập tức tỉnh táo lại, hắn không ngờ từ trong cái đuôi bị đứt còn có thể bắn ra lưỡi dao hàn băng, bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy ngực nóng ran từng đợt, vừa lạnh vừa nóng, hắn nhanh chóng vung tay chém đứt thân lưỡi dao, thân thể bay ngược lại rơi thẳng về phía của Helisa. Khi vừa lao đi được nửa đường, Hắn đã thấy Helisa bay lên từ trong đám bụi mù, toàn thân rực lửa, gào thét đánh về phía cực hàn băng long đỗ địch an thấy nàng không bị thương trong lòng thở phào nhẹ nhõm thấy nàng lại đánh về phía cực hàn băng long trong lòng hơi do dự phẫn nộ thì phẫn nộ nhưng hắn biết muốn giết con rồng già này chỉ mình hắn và helisa vẫn còn quá khó khăn hơn nữa hắn đã bị thương rút lưỡi dao hàn băng bên xương sườn ra máu ngừng chảy nhưng lúc hành động ngực vô cùng đau đớn lúc này hắn vô cùng ao ước cơ thể cũng có thể mất đi cảm giác đau đớn như cánh tay phải tuy rằng muốn bỏ cuộc nhưng hắn vẫn đuổi theo để một mình Helisa ngăn cản cực hàn băng long, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Gào, cực hàn băng long ngửa mặt lên trời kêu gào, tràn ngập tức giận và đau đớn, cơ thể của nó rơi xuống từ không trung, cánh rồng vung vẩy, cơn lốc dâng lên đẩy Helisa ra, cơ thể rơi mạnh xuống đất, đè đổ một phần khu rừng. Sau khi cơ thể Helisa dừng lại, nàng lại lao về phía cực hàn băng long như thể không chết thì không ngừng. Chương 1057, não trùng, não trùng, Cực hàn băng long há miệng phun ra một luồng hàn khí, trong hàn khí bao bọc vô số lưỡi dao, bắn về phía Helisa như mưa. Ngọn lửa bừng cháy bên ngoài cơ thể Helisa ép tan hàn khí, nàng vung móng rồng đập vỡ lưỡi dao, nhưng cơ thể vẫn bị vài lưỡi dao đâm trúng, có điều vẫn chưa vào vải ngoài được một chút thì đã bị ngọn lửa thiêu đốt tan chảy, miệng vết thương lập tức khép lại. Đỗ địch an tiếp cận từ một bên khác, vừa mới lại gần cực hàn băng long chưa đến 30 mét đã bị cực hàn băng long phát hiện, quay đầu phun ra một hơi hàn khí đỗ địch an không phải helisa không dám cứng rắn đối đầu sắc mặt hơi thay đổi nhanh chóng xoay người lùi lại ngược lại lẻn đi qua từ một bên khác nhưng dường như cực hàn băng long đã bắt đầu chú ý đến hắn lúc hắn tiếp cận từ một bên khác cực hàn băng long lại nhận ra dùng hàn khí ép lui đỗ địch an thấy cực hàn băng long chỉ lo phòng thủ mà mình nhất thời không thể lại gần helisa cũng bị lưỡi dao sắc của cực hàn băng long ngăn cản không thể đến gần thoạt nhìn chiếm thế thượng phong nhưng càng kéo dài thời gian ưu thế của hắn và Helisa càng ít đi, hắn đã chú ý tới hàn khí xung quanh bao phủ càng lúc càng dày, nếu cực hàn băng long là một con người cấp vực sâu, hắn thậm chí sẽ cảm thấy đối phương dùng hàn khí ép tan vài lần có lẽ chỉ là chuyện thứ yếu, mục đích thực sự là tỏa ra hàn khí hoàn toàn bao phủ xung quanh. Đợi xung quanh hoàn toàn rơi vào thế giới hàn khí, chính là lĩnh vực do cực hàn băng long thống lĩnh. Hơn nữa, toàn thân Helisa toàn lửa, ngọn lửa này là ngọn lửa do chất béo và năng lượng trong cơ thể nàng thiêu đốt thành, tiêu hao đối với cơ thể rất lớn không thể kéo dài nghĩ vậy đỗ địch an càng muốn rút lui sau khi đến gần lại bị đánh lui hắn lập tức lắc chuông gọi helisa để mở một con đường nhỏ từ trong hàn khí chuẩn bị rút lui sau khi helisa nghe thấy tiếng chuông tạm dừng tấn công lập tức bay đến gần đỗ địch an sau đó tiếp tục bay về phía trước ngọn lửa thiêu đốt toàn thân xua tan hàn khí mịt mờ giống như một ngọn đèn chỉ đường đỗ địch an theo sát phía sau nhanh chóng bỏ chạy Cực hàn băng long này bị hắn chặt đứt một cái đuôi, hắn cảm thấy nó hẳn là sẽ không đuổi theo nữa, cho dù có đuổi theo, tốc độ cũng không nhanh như trước. Đối với ma vật loại phi hành, cái đuôi có tác dụng rất lớn, phụ trách điều chỉnh cân bằng và phương hướng của cơ thể, không có đuôi, tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều. Rào, cực hàn băng long thấy Đỗ địch An và Heliza bỏ chạy, tức giận gầm lên, hai cánh rồng dương lên, nhưng không bay lên đuổi theo nữa. Trong nháy mắt, hàn khí che khuất đường nhỏ phía sau, không gian mờ mịt, Đỗ Địch An nghe thấy tiếng rồng gầm gào phía sau màn xương trắng hàn khí càng lúc càng xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không bao lâu, hắn và Helisa cùng nhau lao ra khỏi màn xương lạnh giá, nhanh chóng lao về khu rừng rậm phía xa. Sau khi rời khỏi màn xương lạnh, ngọn lửa trên người Helisa cũng dần tắt, trên lớp phải bên ngoài có vài tơ máu dinh dính, phát ra mùi tanh nồng nặc. Đỗ Địch An và Helisa cùng bay ra 30 dặm mới chậm rãi đáp xuống dưới, Đỗ Địch An thấy cực hàn băng long không đuổi theo, bèn đáp xuống trà cây trong rừng rậm với Helisa. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy vài ma vật nhỏ trốn trong rừng cây, cũng không phải loại lợi hại gì thì hắn mới yên tâm, gỡ bỏ ma thân, đồng thời cũng gỡ bỏ ma thân cho Helisa. Sau khi khôi phục hình dáng con người, Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy ba lỗ máu nơi xương sườn trên lồng ngực, máu thịt bên cạnh lỗ thủng đã ngừng chảy, đưa tay lau đi, vô cùng lạnh lẽo, còn chạm phải một chút vụn băng sót lại. Vụn băng này màu sắc rực rỡ, là máu đông lại, đỗ địch an nhìn về phía helisa thấy khóe miệng nàng có máu cánh tay uốn cong hơi kỳ dị trong lòng lập tức lo lắng bước đến dùng thấu thì cẩn thận nhìn một lần hóa ra là nàng bị gãy xương tay rồi lông nghi hắn khẽ rung lên vài cái cầm tay nàng chậm rãi nắn lại cho xương về đúng vị trí sau đó lấy thuốc và dao mổ trong túi cắt cánh tay nàng ra lấy xương vỡ trong đó lại khâu cánh tay lại băng bó bôi thuốc ngoại trừ cánh tay chỗ khác ngược lại không có thương tích lớn nào sau khi chữa khỏi cho helisa Đỗ Địch An dựa vào gốc cây bên cạnh, cởi bỏ chiến giáp của mình ra, cắt bỏ toàn bộ thịt hư đông lại bên cạnh lỗ máu, không có thuốc gây tê, hắn chỉ có thể cắn răng trợn mắt chịu đựng, sau khi cắt bỏ thịt hư xong rồi mới bôi thuốc băng bó miệng vết thương. Xử lý xong chuyện này, hắn đã toát mồ hôi đầy đầu, vừa đau vừa mệt, dựa vào gốc cây mở to miệng hít thở, không khí trong rừng rậm vẫn vô cùng trong lành, lúc này phía sau vẫn không có động tính, Đỗ Địch An đoán con rồng già kia hẳn là sẽ không đuổi theo nữa. Một gia hỏa có đẳng cấp săn bắt là 372, quả nhiên lợi hại. Đỗ địch an lầm bẩm một câu, tâm trạng có hơi phức tạp, nếu như suy đoán lúc trước của hắn là đúng, con cực hàn băng long này hẳn là vẫn thuộc về phần ma vật bị huyết nhục hoang thần hấp dẫn, mà đám ma vật kiêng rẻ huyết nhục hoang thần kia còn mạnh hơn cả cực hàn băng long, cũng là đối tượng mà tường lớn chấn thủ di hài hoang thần nhắm vào. chương 1058, Não Trùng 2 Não Trùng 2 Hắn vốn tưởng rằng mình đến được vực sâu, bản thân đã được xem như người thượng đẳng, thuộc nhóm người đứng đầu. Kết quả lại chật vật như vậy trước một con cực hàn băng long, Holani cũng là vực sâu, lại bị giết chết trong giây lát, ba cơ không rõ sống chết, Monica may mắn hơn, phần lớn là trốn thoát. Nếu gặp được loại ma vật kiêng rè huyết nhục hoang thần, kết cục của hắn sẽ như thế nào? Đỗ địch an không dám nghĩ đến, áp lực trong lòng rất lớn. Hắn không biết rốt cuộc hoang thần đã chiến đấu với loại ma vật gì, nhưng hắn biết mình còn kém hoang thần rất xa, chỉ với mùi đối phương đã có thể làm kinh hãi một số sự tồn tại khủng bố, vực sâu không phải là giới hạn của sức mạnh, mà trên vực sâu lại là gì. Hắn không biết, hắn vất vả chắc trở lắm mới đạt đến vực sâu, bây giờ lại càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ phải tạo ra hạt nhân mới có thể san bằng mọi trở ngại? Nếu như thế, vậy chẳng phải sẽ lại chế tạo ra một lần tận thế nữa sao? Đỗ địch an dựa vào gốc cây, suy nghĩ bay xa, rất nhiều ý nghĩ và hoang mang xuất hiện trong lòng khiến hắn trầm lặng không nói gì. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Đỗ Địch An dẫn Helisa đi tiếp, tuy rằng cực hàn băng long không đuổi theo nhưng nơi này vẫn ở trong lãnh thổ của nó, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi tiếp tục đi đường nửa giờ, Đỗ Địch An đến một ngọn núi cao, trên sườn núi có một hang động, bên trong có một ma vật hổ quái cao 7-8 mét, ma vật hổ quái này vừa giống hổ lại vừa giống nhện, cơ thể quái dị, thực lực gần cấp chúa tể, bị Đỗ Địch An chém giết dễ dàng, nhưng nước bọt màu xanh lục mà ma vật này phun ra trước khi chết suýt chút nữa dính vào người đỗ địch an. Tuy tránh được nhưng nước bọt màu xanh lục rơi trên tảng đá, nham thạch nhìn có vẻ cứng rắn lập tức tan ra, hơn nữa vẫn tiếp tục tan vào sâu trong đất gần chục mét mới chậm rãi ngừng ăn mòn. Độc tính mãnh liệt như vậy khiến đỗ địch an biến sắc, cũng bắt đầu trở nên cẩn thận. Có ma vật tuy thể chất không mạnh mẽ nhưng độc tính lại mãnh liệt, cho dù là vực sâu cũng dễ dàng bị chúng độc chết. Nghỉ ngơi trong hang động này, Đỗ Địch An chọn một vài phần thịt không còn lại bao nhiêu trên người ma vật hổ quái để nướng ăn, lấp đầy bụng với Helisa. Ăn rồi nghỉ ngơi, Đỗ Địch An chuẩn bị đợi vết thương lành rồi mới lên đường, nơi này là hố ma, có thể gặp phải vực sâu bất cứ lúc nào, dù hắn có cảm giác thấu thị nhưng chỉ thấy trong phạm vi hữu hạn, hơn nữa không phải lúc nào cũng có thể dùng thấu thị để nhìn đường, quá tốn sức lực của mắt. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, Đỗ Địch An và Helisa trốn trong hang động, ăn thi thể của ma vật hổ quái, trong lúc rảnh rỗi Đỗ Địch An sẽ nhớ lại những kiến thức ghi trên tấm siêu chip, trước đây học thuộc lòng, có thời gian rảnh đều tự suy nghĩ lại, đến lúc cần cũng có thể vận dụng linh hoạt. Đến lúc suy nghĩ những tri thức này mệt rồi, lại nghĩ về trận chiến lúc trước, suy xét lại sai lầm của mình. Tuy vết thương của Đỗ Địch An nặng hơn Helisa, nhưng tốc độ chữa lành lại nhanh hơn nàng, mặc dù thể chất Helisa mạnh mẽ, nhưng thể chất của xác sống khiến vết thương của nàng gần như có tính vĩnh cửu, khả năng tự chữa lành cực kỳ kém. Có điều, đỗ địch an phát hiện mỗi khi nàng ăn máu thịt tươi vết thương trên cơ thể sẽ nhanh lành hơn một chút đợi sau khi vết thương khỏi hẳn đỗ địch an không trực tiếp rời khỏi hố ma mà là dẫn helisa trở lại rừng rậm băng tuyết hơn nữa lặng lẽ lẻn vào đến nơi đã chiến đấu lúc trước ba ngày nay trong rừng rậm gần như không có gì thay đổi khu rừng bị ảnh hưởng bởi trận chiến vẫn còn lộn xộn đầy đất cây cối đổ dạp đỗ địch an tìm được nơi khấu đuôi rồng rơi xuống nhưng thấy đuôi rồng kia đã biến mất trên mặt đất còn có không ít nhũ băng giải rác trên mặt đất để lại dấu chân của cực hàn băng long, Đỗ Địch An nhìn theo hướng dấu chân nó đi đến, là quay về hồ băng. Đỗ Địch An đi vòng qua hồ băng từ một chỗ khác của rừng rậm, đến nơi hắn và đám người Holani chiến đấu với cực hàn băng long, rất nhanh đã tìm thấy thi thể của Holani bị xuyên thủng đóng đinh trên mặt đất thông qua một lưỡi dao hàn băng, thi thể đã rách tả tơi, nửa khuôn mặt bị hàn băng xuyên qua, nhìn không rõ toàn bộ diện mạo, nhưng quần áo trên người lại là của hắn, lúc này đã khôi phục hình dạng con người từ trạng thái ma thân thi thể của một vực sâu treo ở trước mắt mình như vậy trong lòng đỗ địch an hơi thổn thức sau đó hắn tiến lên lần sờ thi thể của holani đồng thời dùng thấu thị quét qua vừa nhìn đã lập tức khẽ a một tiếng hắn vốn định dùng thấu thị để xem có thứ gì tốt dưới quần áo của holani không không ngờ lại nhìn thấy một thứ kỳ quái trong thi thể của hắn đó là một con sâu màu trắng nhạt hình dạng rất giống hồn trùng ký sinh dài hai ba phân con sâu này đang cuộn tròn vặn vẹo trong đầu holani dường như đang ăn dần lên mô não của hắn, đây là sinh vật sống duy nhất trong cơ thể hắn. Đỗ địch an nghĩ đến một số tình huống được ghi lại trong viện nghiên cứu ma vật, sau khi kẻ đi săn chết, hồn trùng ký sinh trong cơ thể cũng sẽ chết theo. chương 1059, săn rồng, săn rồng, hắn đã từng thấy rất nhiều kẻ đi săn chết đi, quả thật là tình huống này. Nhưng tư liệu lại không ghi lại tình huống sau khi vực sâu chết đi, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi thể của vực sâu chẳng lẽ con sâu nhỏ này là hồn trùng ký sinh của Holani? Đỗ Địch An cho rằng đúng tới 89 phần người, dù sao nhiệt độ trong rừng rậm thấp như vậy, thi thể của Holani cứng lại, sắp đóng băng, không có khả năng hư thối sinh ra giòi, cũng không có con giòi nào lớn như vậy, trừ phi là thứ đã biến dị. Đỗ Địch An vươn ngón tay, cắt lên đỉnh đầu Holani. Móng tay của hắn còn sắc hơn dao, da đầu của Holani nhanh chóng bị cắt mở ra, nhưng hộp sọ rất cứng, Đỗ Địch An không thể cắt ra chỉ bằng móng tay, nhưng hắn cắm hai ngón tay vào hốc mắt của Holani, tay kia thì đè cầm hắn ta lại, dùng sức tách ra đã mở được hộp sọ của hắn ta ra, chỉ thấy trên bộ não đông cứng bên trong có một con sâu thịt nhỏ đang lúc nhúc. Đỗ địch an cảm thấy ra đầu hơi ngứa, không đưa tay chạm trực tiếp vào thứ nhỏ bé này, năng lực của một số ma vật rất quái dị, dù là vực sâu cũng sẽ bị đánh bại, hắn lấy một chiếc bình nhỏ ra từ trong túi, lại bẻ xuống một nhành cây nhỏ ở bên cạnh làm thành một cây gậy nhỏ, nhẹ nhàng chọc vào người con sâu nhỏ. Cơ thể chậm chạp của con sâu nhỏ vừa bị gậy gỗ chạm vào đã lập tức rút về tận sâu trong não Holani, tốc độ nhanh như chớp, dọa đỗ địch an giật mình. Hắn lập tức chặt đầu Holani khỏi cổ để tránh cho thứ nhỏ bé này chạy vào trong thân thể hắn ta, lúc đó muốn lấy ra sẽ càng phiền phức hơn. Hắn ném đầu của Holani lên hòn đá bên cạnh, dùng gậy gỗ chậm rãi loại bỏ mô não của hắn, sâu thịt nhỏ rất nhanh không còn chỗ để trốn, chui vào trong xoang mũi Holani. Đỗ địch an lấy ra dao mổ gọt mũi của Holani, đào sâu thịt nhỏ ra, dùng bình bắt nó bỏ vào trong đó. sâu nhỏ vặn vẹo trong bình. đố địch an dơ lên nhìn, bỗng nhiên phát hiện toàn thân con sâu nhỏ này chậm rãi mọc lên bộ lông màu trắng như tơ. bộ lông này rất mảnh, lúc trước hắn hoàn toàn không chú ý đến. sau khi bộ lông mọc lên, hành động con sâu nhỏ chậm lại. ngay lúc đố địch an vừa định cất đi, đột nhiên toàn bộ lông trên người con sâu nhỏ bỗng đâm về phía bình, choang một tiếng, bình thủy tinh cứng rắn đặc chế này lại bị vỡ phải biết rằng chiếc bình này cho dù là Tráng Hán dùng đá đập cũng chưa chắc có thể đập vỡ, nhưng bây giờ lại bị con sâu nhỏ chưa đến 3 phân này đập nát. Sau khi làm vỡ bình, con sâu nhỏ nhanh chóng rơi xuống, rơi vào tuyết trên mặt đất, nhanh chóng trốn vào trong tuyết và nhảy nhanh về phía trước, trong nháy mắt đã chạy đến nơi Đỗ Địch An không nhìn thấy. Đợi đến lúc Đỗ Địch An vội vàng dùng nhiệt thị nhìn qua, lại không thể nhìn thấy một chút phản ứng của nguồn nhiệt. Ngơ ngác một lát, Đỗ Địch An nhìn bình thủy tinh bị thủng một lỗ trên tay sắc mặt hơi thay đổi rốt cuộc con sâu nhỏ đó là thứ gì hiển nhiên hồn trùng ký sinh không sở hữu sức tàn phá như vậy đỗ địch an suy nghĩ một chút vẫn là chậm rãi xoay người rời đi cũng tiện tay ném cái bình vỡ trong tay xuống tuyết hắn quay trở lại khu rừng bên hồ dọc theo con đường chiến đấu còn chưa tới gần thì đã ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, nhạt nếu như không phải do nhiệt độ ở đây thấp thì mùi này đã càng rõ ràng hơn không bao lâu sau hắn đã thấy nơi chiến binh đoàn đi săn mai phục hài cốt đóng băng khắp nơi có nửa cái đầu bị đông cứng, vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng bị đóng băng, có cánh tay bị gãy, xương ngực, ngoài ra còn có máu bắn tung tóe trên cây cỏ màu trắng, bên trên đã bị bao phủ bởi lớp băng mờ, giống như những đốm máu. Hàng trăm chiến binh đoàn đi săn, bây giờ chỉ còn lại những mảnh thi thể trên mặt đất, Đỗ Địch An nhìn lướt qua, số lượng xác chết không lớn, nếu ghép lại với nhau thì cùng lắm là trăm người, nói cách khác vẫn còn hơn 200 người sống sót, nhưng phần lớn đều đã rời khỏi đây. Lúc trước cực hàn băng long chỉ chăm chăm đuổi theo hắn, không để ý đến những người này, khiến cho những người này có cơ hội rời đi. Đỗ Địch An im lặng, nhìn cánh tay đông cứng thành băng mà hắn thấy trên tay mình, từ bộ giáp trên cánh tay có thể thấy đó là tay của ba cơ. Hắn ta bị Đỗ Địch An đá về phía sau cực hàn băng long, cơ thể đông cứng lại, rồi bị ném vào trong rừng rập, nhưng Đỗ Địch An chỉ tìm thấy cánh tay của hắn ta mà không thấy các bộ phận khác, hắn cảm thấy có thể ba cơ vẫn chưa chết, có lẽ là đã rời đi rồi cuộc thảo phạt với khí thế cuồn cuộn cuối cùng trở thành một trò hề tàn sát và đấu đá nội bộ đỗ địch an khẽ thở dài hắn cũng là một trong số đó có đôi khi có thể nhìn rõ nhưng không thể không chỉ lo cho thân mình nhìn mặt hồ đóng băng ở đằng xa đỗ địch an đoán rằng con rồng già kia khả năng cao là dưỡng thương ở trong đó trong lòng có hơi không muốn hắn vốn dĩ đã từ bỏ việc đoạt lấy cực băng trùng nhưng sau này khi hợp tác với helisa mới nhận ra rằng con rồng già này không mạnh như trong tưởng tượng nói cách khác hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của bản thân qua sự thể hiện của mấy người Holani và Ba cơ trước đây, hắn cảm thấy mình so với những vực sâu như bọn họ hẳn là mạnh hơn mấy phần, cùng với ngọn lửa của Helisa. Có thể khắc chế đòn tấn công xương mù của cực hàn băng long, ngược lại cũng có thể chống lại đôi phần